Alo, rồi mọi người nghe rõ chứ nhỉ? Ê, cười lồ. Ok, xin chào anh chị. À, anh chị có nghe rõ không nhỉ? Mọi người có nghe rõ, mọi người comment cái. Dạ. Các anh chị nào đã nghe rõ, mọi người các anh chị có nghe rõ không nhỉ? Mình đang thử lại cái mic cái. Ok. Rồi, xin chào anh chị. Ok. Ok, xin chào mọi người. Rất vui gặp lại các anh chị trong cái buổi tối livestream ngày hôm nay. Đó. Lại một tiếng à, sorry mọi người, cái mic nó hơi bị chập chờn tí. Rồi, thì tôi đổi cái mic khác. Rồi, alo, mọi người nghe rõ chứ nhỉ? Rồi, sorry mọi người, cái mic nó hơi mất tiếng cả. Ok. Thế là rất là vui gặp lại các anh chị trong cái livestream ngày hôm nay. Thì xin chúc tất cả các anh chị luôn bình an, mạnh khỏe. Trong này dịch bệnh thì chúng ta lúc này dịch bệnh nó đang rất là căng thẳng. Thế nên là chúng ta cố gắng là ở nhà giữ gìn sức khỏe. Đấy. Mọi người giữ gìn sức khỏe và bảo vệ cho bản thân mình và cộng đồng, đúng không ạ? Đấy. Ok. mic tôi mua được, không cần phải tặng. Thế đầu tiên là như vậy, chúc tất cả anh chị giữ sức khỏe đã. Lúc này gặp mọi người trên livestream này là rất là vui rồi, đúng không ạ? Cho nên là mọi người lúc này thì chúng ta cứ giữ cái tinh thần lạc quan, yêu đời. Đấy, ở nhà thì tập luyện sức khỏe, đấy, bảo vệ bản thân mình và gia đình, thì đấy là cái điều tuyệt vời nhất. Thế còn tóm lại thì rồi mọi chuyện sẽ qua, đúng không ạ? Ở ngoài kia còn rất nhiều người đang gặp khó khăn. Thế nên là chúng ta, nếu các anh chị đang xem livestream mà chúng ta chia sẻ cái điều gì với những cái anh chị gặp, những cái người đồng bào chúng ta gặp khó khăn, thì chúng ta cứ cứ chia sẻ, đúng không ạ? Thế còn toàn bộ về tôi thì vẫn sẽ chia sẻ với anh chị về liên quan bất động sản. Các anh chị đừng hỏi vì sao là như vậy, tại vì là cái công việc của tôi nó là như thế. Đấy, rồi công việc của tôi nó là làm về bất động sản, nên là tôi phải nói về bất động sản, đúng không ạ? Đấy. Cái chủ đề ngày hôm nay thì tôi nói về đầu tư công, giải thích. Tôi cũng muốn, vì ngày hôm qua, ngày hôm kia tôi, ngày tối hôm qua thì tôi có up, hôm qua lúc tôi có up một cái liên quan đến cái kế hoạch đầu tư công ở trong cái giai đoạn 2021 năm 2022, thì hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với anh chị rõ hơn, và nó có cái so sánh về cái nguồn ngân sách, cái kế hoạch nguồn ngân sách đầu tư công ở trong cái giai đoạn trước và cái giai đoạn này, để các anh chị so sánh hơn, dễ dàng so sánh hơn. Tại vì sao? Vì cái giai đoạn này các anh chị biết rồi, rất nhiều người đang gặp phải cái vấn đề nó hụt hẫng giữa hai giai đoạn. Tức là rất nhiều người đang gặp phải vấn đề là lên đầu tư tiếp hay là dừng. Đấy, thu về hay là đầu tư tiếp, tại vì mọi người, rất nhiều người đang lo sợ. Nên các anh chị phải nhớ là chúng ta phải hiểu rằng ấy, là chúng ta đã kết thúc một chu kỳ. Đấy, chúng ta cứ coi chúng ta kết thúc một cái giai đoạn. Cái giai đoạn vừa qua nó chính là cái giai đoạn. Đấy, đó chính là cái giai đoạn mà giai đoạn từ 2012 đến 2023, giai đoạn 2013 đến năm 2020. Thì tóm lại là tôi đã có những cái video chia sẻ của anh chị, tóm gọn lại các anh chị về cái giai đoạn 2013 đến năm 2020 rồi. Đấy, đúng không ạ? Thì các anh chị cố gắng, anh chị xem lại. Nên là từ bây giờ chúng ta phải tính sang cái giai đoạn mới, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu từ năm 2020 với khởi đầu đó là dịch bệnh, thì chúng ta đã phải tính sang cái giai đoạn mới rồi, cái giai đoạn của bất động sản mới rồi, đúng không ạ? Thế là bây giờ mà chúng ta mà so sánh, tôi nói ví dụ như này, đó là ví dụ trong 2-3 năm vừa qua, tôi vừa làm cái báo cáo nhỏ ngắn gọn về cái thị trường quanh Hà Nội và các tỉnh ven Hà Nội trong thời gian vừa qua, trong 2-3 năm vừa qua, thì các anh chị thấy rằng là gì, là toàn bộ những cái quận ven Hà Nội, ví dụ như là Hoài Đức, rồi là Đan Phượng hay là Thường Tín vân vân, tăng gấp đôi hết, đúng không ạ? Thế nên là bây giờ nhiều người hỏi chúng ta có đầu tư tiếp hay không, đầu tư vào tiếp hay không. Rất nhiều người hỏi tôi là mua Hoài Đức nữa hay không, hay là mua Đông Anh tiếp hay không.
đúng không ạ? Thì rất là khó. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta nhìn vào cái giá cho của năm 2018, 2019 thì nó quá tăng tăng quá khủng khiếp luôn. Tăng thấp nhất là 30%, còn 50% còn gấp đôi là chuyện bình thường. Anh chị nào ở Hoài Đức, anh chị nào ở Thường Tín, anh chị nào ở Diệu Hòa Lạc, anh chị đều biết rằng là giá tăng rất là nhanh. Thế nên chúng ta phải nhìn, chúng ta bây giờ chúng ta không thể quay lại quá khứ còn nữa. Nên là chúng ta phải nhìn từ cái giai đoạn này, giai đoạn trở đi. Thì từ nhìn từ cái giai đoạn này trở đi thì nó có nhìn cái gì? À, nó nhìn cái gì? Nó nhìn về kinh tế vĩ mô, nó nhìn vào xu hướng kinh tế, đúng không ạ? Nó nhìn vào đầu tư công, nó nhìn vào sự ổn định của chính trị, đúng không ạ? Nó nhìn vào cái đội ngũ lãnh đạo, nó nhìn vào những cái chiến lược, cái xu hướng phát triển của cái giai đoạn này. Thì nhìn cái đấy, nhìn từ đâu ạ? Nhìn từ chính vào cái việc mà gì là Quốc hội khóa 15 họp, chính vào cái gì ạ? Ban lãnh đạo của chính phủ, đúng không ạ? Nó nhìn vào đâu ạ? Nhìn vào chính vào cái nguồn ngân cái kế hoạch đầu tư công của các cái tỉnh. Nên là chúng ta hoàn toàn có thể phần nào có cái chiến lược đấy, để nhìn trong vòng 5 năm tới. Các anh chị nhớ rằng là tôi là tư vấn đầu tư chứ tôi không tư vấn đầu cơ, đúng không ạ? Thế là chúng ta phải nhìn trong vòng 5 năm tới khu vực nào phát triển, khu nào không phát triển, thì nó dựa rất nhiều vào cái việc là đầu tư công. Cái khu vực đấy, cái tỉnh đấy có được chú trọng về đầu tư công hay không, đúng không ạ? Các anh chị biết rồi, một lý do số 1 của tăng giá bất động sản chính là gì ạ? Là thay đổi về ngân sách, thay đổi về cơ sở tầng, đúng không ạ? Chỉ có cơ sở Việt Nam chúng ta là gì, là một trong các đất nước mà cái cơ sở tầng rất là kém, ví dụ như ngành logistics, đúng không ạ? Ngành vận tải, đúng không ạ? Thì ngành vận tải logistics chúng ta thường là tăng cao hơn so với thế giới rất là nhiều. Đấy. Thế đây là nếu mà muốn giảm tải, muốn phát triển, muốn kết nối giữa các vùng miền với nhau, muốn phát triển các vùng kinh tế với nhau thì bắt buộc là chúng ta phải đầu tư cơ sở tầng. Mà anh chị, nếu mà anh chị đọc về Quốc hội, anh chị đọc về cái kết luận về đầu tư công, anh chị biết rồi là gì, là một số dự án trọng điểm về đặc biệt là liên quan đường xá là bắt buộc phải triển khai, về cảng biển là phải triển khai, đúng không ạ? Về cao tốc là phải triển khai, thì những cái thứ đấy nó sẽ cho đầu anh chị. Thì muốn nói gì nói rất đơn giản như vậy. Ok, đấy, thì không biết mọi người tôi nói vậy anh chị có hiểu không nhỉ? Như vậy là chúng ta nhất là gì, chúng ta phải chấp nhận một cái giai đoạn mới, chúng ta bước sang một giai đoạn mới, và chúng ta phải tính cái giá bất động sản từ lúc bây giờ trở đi, chứ chúng ta không nhìn vào quá khứ nữa, đúng không ạ? Chúng ta không nhìn vào gì ạ, giai đoạn. Ôi anh ơi, có người bảo bạn, ơi anh ơi bây giờ Hoài Đức nó tăng như thế em có nên mua hay không? Thế bây giờ bạn có nghĩ rằng bạn nghĩ sao khi mà 2 năm vừa qua nó tăng gấp đôi, thậm chí nó gấp 2 lần, mà bạn nghĩ sao trong 3 năm 4 năm tới nó tăng gấp đôi nữa? Lấy lý gì tăng giá nữa, đúng không ạ? Thì nó hết rồi. Thế nên là chúng ta phải, lúc này là cái quyền quyết định và cái lựa chọn đầu tư lúc này là rất là quan trọng. Lúc này mà đầu tư sai thì cái động vốn lại phải 3 4 năm sau, đúng không ạ? Đấy, lúc này mà đầu tư sai thì cái động vốn lại tăng 3 4 năm sau. Thế còn cái việc mà các anh chị hỏi những cái việc liên quan đến việc là sau dịch sẽ bất động sản như thế nào, lạm phát tiền đấy, những cái thứ đấy thì nó rất đơn giản, nó rất là trẻ con. Thứ đấy là quá nhiều người nói, quá nhiều người chia sẻ rồi thì tôi nghĩ tôi không chia sẻ lại nữa. Thế anh chị nhớ rằng là ngay từ cái việc mà so sánh khủng hoảng của bất động sản từ giai đoạn cũ, từ giai đoạn là 28, 23 và 2020, thì tôi đã nói một cái video cách đây hơn một năm trước rồi. Sau đó là một loạt người ta mới nói lại theo, và tôi đã so sánh hai cuộc khủng hoảng này hoàn toàn khác nhau, và hai cái giai đoạn khác nhau, hai chu kỳ khác nhau, hai giai đoạn khác nhau, hai thời khác nhau. Nên là mình đã, tức là gần như là mình chúng ta phải dự đoán trước được cái điều đấy. Đấy, đúng không ạ? Thế nên là tôi bảo rồi, mọi người đừng gọi tôi là chuyên gia, vì tôi không muốn làm chuyên gia mà tôi muốn làm đại gia. Đấy, cùng một cái câu hỏi, tôi nói anh chị như này này, cùng một câu hỏi nhưng mà chuyên gia trả lời khác nhau này và đại gia trả lời khác nhau này. À, anh chị nghe xong câu hỏi này anh chị thấy ngay này, tôi hỏi một cái người đại gia, tôi bảo rằng là anh ơi bất động sản thế nào, mà thế anh chỉ có nói đúng một câu thôi, đó là nhìn ở vĩ mô đấy, thế là xong, là lập tức là tôi tự đi tìm hiểu về vĩ mô và tôi rút được cái kết luận của tôi, đúng không ạ? Và tôi rút ra cái kết luận của tôi. Nhưng trong cái đó bây giờ nhìn bất động sản bây giờ anh chị thấy không ạ, gần đây là gì, là nhà nhà livestream, người người livestream, sàn nào livestream, chủ tư nào livestream, môi giới nào livestream mà cũng nói về bất động sản, đúng không ạ? Tức là chúng ta gần như bây giờ cái người dùng đang là rất là nhiều lợi thế khi mà tất cả mọi thứ đều livestream bất động sản, đúng không ạ? Thì đấy là tuyệt vời, ok. Nhưng mà cùng một cái câu hỏi là bất động sản diễn ra như thế nào thì các chuyên gia sẽ phải phân tích ra rồi là lý do kia rồi đủ thứ trên đời. Đấy, thì đấy là cái thi ông đại gia trả lời kiểu khác và chuyên gia sẽ trả lời kiểu khác. Chuyên gia thì họ phải đặt hàng, họ sẽ được đặt hàng và trả lời xe báo chí, và họ phải phân tích làm sao đó để ra một cái bài báo, ra một cái bài thống kê. Đặt hàng nó phải đứng trên hội thảo, nó phải chuyên nghiệp, nó phải chuyên gia, nói mẹ một câu làm gì có ai trả tiền, đúng không ạ? Thế còn đại gia trả lời một câu gì, mày muốn thị trường, mày muốn xem bất động sản thế nào, hãy phân tích vĩ mô, hãy xem vĩ mô thế nào. Đấy, thì đấy là sự khác nhau giữa đại gia và gì, chuyên gia. Chuyên gia thì sẽ là một bài báo và thậm chí là rất nhiều bài báo, rất rất nhiều cái thứ phân tích rất dài và lằng ngoằng, đúng không ạ? Còn đại gia chỉ cần nói một câu thôi, đúng không ạ? Vĩ mô thế nào, thì chúng ta biết rồi là sân chơi này là của ai ạ, đúng không ạ? Chúng ta phải hiểu rằng là gì, luật này là của ai và sân chơi này của ai, thì chúng ta phải hiểu cái tầm nhìn như vậy. Còn tôi nói rồi là tôi đầu tư theo tầm nhìn chứ không theo đầu tư theo ngắn hạn, đúng không ạ? Thì ok, đấy anh chị thấy không ạ? Đấy, cái sự khác nhau của đại gia và chuyên gia là như thế. Ok, ngân sách.
Đây, một cái câu hỏi nữa mà tôi rất nhiều người hỏi và các bạn rất là buồn cười. Đó là cái việc mà các bạn có hai cái tuyến đường cực kỳ quan trọng mà trong cái giai đoạn 2021-2022 triển khai ở hai thành phố lớn, đó là Hồ Chí Minh và Hà Nội, đó là Hồ Chí Minh là vành đai 4 và Hà Nội là vành đai 3,5 và vành đai 4. Đúng không ạ? Và nhiều người bảo rằng là gì? Là mẹ cái dự án này nó có 10 năm rồi, bây giờ mua đấy có 10 năm nữa không có chạy được không? Đúng không ạ? Nên thì rõ ràng là mọi người lại so sánh hai chu kỳ bất động sản, hai cái giai đoạn khác nhau. Cái giai đoạn 10 năm trước còn làm vành đai 3, vành đai 4 cho ma đi à? Đúng không ạ? Lúc đấy vành đai 1, vành đai 2 chưa có. Đúng không ạ? Lúc đấy vành đai 1, vành đai 2 chưa có người, còn chưa có làm. Anh chị nhớ như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ vành đai 1, vành đai 2 kín hết đất còn đâu, làm gì còn đất nữa. Dân kín hết bên đường còn đâu. Thì làm gì còn cái gì nữa? Đúng không ạ? Thế nên là cái chuyện mà trong cái thời gian tới, trong cái giai đoạn mà 2021, 2025, cái việc vành làm vành đai 3 và vành đai 4 tôi nghĩ là đấy là điều chắc chắn. Và đấy là hai cái dự án mà đã là chắc chắn của chính phủ sẽ làm, gọi là trọng điểm quốc gia ấy. Đúng không ạ? Đấy. Thế nên là mình nghĩ rằng là họ sẽ làm. Nên là chúng ta không thể so sánh. Rất nhiều người bảo rằng là gì? Ui, đầu tư đấy 10 năm trước tôi đã biết thông tin đấy rồi. Nó giống kiểu ngày trước mọi người đầu tư Láng Hòa Lạc ấy, đúng không ạ? Hay là Mê Linh, 10 năm trước là có dự án, 10 năm trước là có kế hoạch trường đại học quốc gia và rất nhiều người mua lên đấy và đến tận bây giờ mới hòa vốn. À, mới lãi đúng không ạ? Thì vì sao 10 năm trước ở cái giai đoạn bối cảnh chính trị, ở bối cảnh thị trường, bối cảnh nền kinh tế, xu hướng về quản trị, về vân 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 nó khác nhau hoàn toàn, chủ đầu tư nó khác, người dùng nó khác, người giàu nó khác, đúng không ạ? Còn bây giờ nó hoàn toàn khác so với cái giai đoạn ngày xưa. Nên là chúng ta phải hiểu nó khác nhau hoàn toàn. Thế nên là nếu mà bạn như bạn Tuấn Nguyễn mà hỏi tôi là ngân sách Hà Nội cho giai đoạn cao nhất cả nước hy vọng vành đai 4, cái đấy là điều chắc chắn để triển khai. Tại vì sao anh chị bạn thì cần nhìn vành đai 2, vành đai 3, vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5. Đất hai bên đã kín hết rồi, đúng không ạ? Dân cũng đã lan đến tận nơi rồi, đúng không ạ? Nếu bây giờ mà không mở rộng ra thì lấy gì mà cứ phát triển? Đấy, cái điều chắc chắn, đúng không ạ? Ok, thì nói như vậy để các anh chị thấy rằng là gì? Chúng ta cần so sánh bất cứ cái gì. Các anh chị thấy rằng ở Việt Nam mình nó có một cái như này, đó là có rất nhiều những cái quy hoạch từ 10 năm trước và đến chu kỳ vừa rồi mới triển khai, đúng không ạ? Thế đáng nhẽ thì đôm na tôi vẫn nói vui mọi người là gì? Chúng ta đang mấy khoảng trong cái chu kỳ vừa qua là chúng ta đang cố gắng làm những cái gì mà 10 năm trước đã có quy hoạch rồi. Nếu chúng ta 10 năm trước mà chúng ta quy hoạch và chúng ta làm được ngay ấy, thì sao ạ? Thì đất nước chúng ta bây giờ còn phát triển nữa rồi chứ không phải như bây giờ nữa. Nhưng mà đấy cũng chính là cái cơ hội, đúng không ạ? Nó chậm như thế thì đấy mới là cái cơ hội của chúng ta, cái cơ hội của thế 8x hay là 9x như anh em chúng ta đang xem video này. Xin lỗi mọi người là ở đây đang có ai là cuối 8x và 9x không ạ? Nếu mà không chậm như vậy nha thì 8x chúng ta ấy và 9x chúng ta bây giờ không có cơ hội mua đầu tư bất động sản đâu. Bây giờ giá bọn nếu mà nói nếu mà làm hết đường vành đai 3, vành đai 4, đường cao tốc mà làm hết từ chu kỳ trước. Các anh chị nhớ nhá, cái đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng cũng có từ 10 năm trước, sân bay Long Thành cũng có từ 10 năm trước, Láng Quy hoạch Láng Hòa Lạc cũng có từ 10 năm trước. Đấy, vành đai 3, vành đai 4 có từ 10 năm trước, đúng không ạ? Nó có rất nhiều các dự án mà đã quy hoạch từ chu kỳ trước. Đúng không ạ? Nhưng mà không triển khai được và đến tận bây giờ gì ạ? À, bắt đầu một số trong giai đoạn vừa rồi thì một số mới cái triển khai được và một số bắt đầu sẽ triển khai trong giai đoạn này. Đúng không ạ? Thế nếu mà không có cái chậm đấy thì tôi nói với anh chị là gì, thì tôi các bạn mẹ bây giờ mua nhà không phải 150 triệu mét nữa, nó phải là 300 triệu mét rồi, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta hãy nhìn cái gì cũng có hai mặt, là tích cực và gì và gì và có mặt, bao giờ chúng ta nhìn cái tiêu cực và tích cực thôi, cuộc đời nó ngắn lắm nên là chúng ta cứ nhìn cái gì ạ, cái tích cực mà sống. Thì tôi mong muốn rằng là gì, tôi mong muốn rằng là gì, là tất cả các anh chị chúng ta phải nhìn tích cực. Dù sao thì tất cả mọi thứ sẽ qua, đúng không ạ? Kiểu gì trái đất cũng đến ngày tận thế thôi. Đấy, kiểu gì trái đất cũng đến ngày tận thế, nên là chúng ta cứ sống sao cho nó vui vẻ. Mong rằng là lan truyền cái tư duy tích cực, cái tích cực và chúng ta hỗ trợ được ai, hỗ trợ giúp được ai, những cái người khó khăn thì chúng ta cứ giúp, đúng không ạ? Các anh chị biết rồi, người ta còn đào tạo bất động sản, đầu tư tư vấn đầu tư, tư dạy đầu tư 400 triệu, 500 triệu một khóa, tôi còn hoàn toàn nói miễn phí. Thế nên anh chị nào mà cảm thấy mà tôi nó có ích ấy, thì anh chị hoàn toàn có thể ủng hộ cho quỹ vaccine hoặc là ủng hộ cho những cái người mà gặp khó khăn, đặc biệt là những cái người nghèo hiện nay đang mắc kẹt trong cái đại dịch, thì tôi mong muốn là chúng ta làm điều đấy, đúng không ạ? Tôi đảm bảo các anh chị là những cái gì tôi nói, tôi cũng thưa anh chị là gì, là tôi hoàn toàn bỏ chất xám hết chứ không phải là tự dưng tôi nói được. Và những gì tôi nói rất đơn giản thôi, đó là thực tế, tôi không phải thực chiến mà tôi là thực tế, đúng không ạ? Ok, thế quay trở lại cái câu chuyện là gì, là muốn nhìn bất động sản của 5 năm tới ra sao, thì tôi nói lại một nữa là chúng ta phải nhìn vào vĩ mô. Trong cái video gần đây nhất thì tôi nói rồi, chúng ta vĩ mô chúng ta có mấy cái, là ổn định về chính trị, đúng không ạ? Vị thế quốc gia, đúng không ạ? Đấy, rồi là gì, là vị thế quốc gia, ổn định chính trị, rồi là gì ạ, là cái nguồn lực về dân số, dân số vàng, đúng không ạ, về lao động. Cái thứ hai nữa là gì, là tầng lớp trung lưu, chúng ta là một trong đất nước tăng cái tầng lớp trung lưu nhanh nhất thế giới, đúng không ạ? Cái tầng lớp trung lưu chính là cái tầng lớp mà mua chung cư trong giai đoạn vừa qua ấy, mua đất nền, chi tiêu dùng ấy, đúng không ạ?
Và người ta thống kê rằng là gì, chỉ có 30% đấy là dân số ảnh hưởng bởi đại dịch, bởi liên quan đến dịch bệnh, thì đương nhiên là chúng ta thấy rằng là gì, là cái người nghèo rất là khổ. Thế nên là mong muốn là chúng ta ủng hộ điều như thế. Cái nữa thì đấy là những cái, hoặc là gì, cái xu hướng nền kinh tế, cái xu hướng phát triển nền kinh tế, và hai là gì, cái nguồn lực quốc gia chúng ta thực sự là có chứ không phải là không có. Thế nên mong muốn là chúng ta nhìn rõ ràng là chúng ta nhìn trong một cái mặt dài hạn. Rồi đất nước chúng ta đang phát triển, đầu tư công đang nhiều, đúng không ạ? À, thì chúng ta nhìn mặt dài hạn về tổng thể thì bất động sản luôn tốt. Anh chị, nói thật với anh chị nhá, nếu mà tôi chọn bây giờ, nếu mà là tôi bây giờ tôi có 2 tỷ tôi đầu tư bất động sản, tôi nhắm mắt trong vòng 3 năm, năm gấp đôi ngay, đúng không ạ? Nhưng mà 2 tỷ bây giờ mà đi khởi nghiệp rất là khó, nhưng mà không phải nói thế để chúng ta không khởi nghiệp, đúng không ạ? À, các anh chị biết rồi, rõ ràng là khởi nghiệp thì sẽ khó khăn, khởi nghiệp hay làm bất cứ lĩnh vực nào, kể cả trong lĩnh vực đầu tư vàng, đầu tư chứng khoán, đấy, đầu tư Bitcoin, đầu tư Lanva, hay là đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, tất cả những kênh đấy đều đầu tư dễ hơn đầu tư đất. À, tôi khẳng định như vậy. Đấy, đầu tư đất là khá là dễ ở Việt Nam, tại vì chắc chắn sẽ phát triển khi mà chúng ta lựa chọn được cái quy hoạch tốt. Đấy, quy hoạch tốt, đúng không ạ? Ok, thì đấy là cái vĩ mô là như vậy. Hôm nay chúng ta đi chi tiết hơn vào cái việc là hiện nay thì Quốc hội, tôi nói anh chị là rồi, Quốc hội đã họp xong, những cái công bố những cái kế hoạch mới nhất đã có rồi. À, kế hoạch về đầu tư công, xu hướng nền kinh tế, vân vân. Thì hôm nay cái video ngày hôm nay thì tôi muốn nó chia sẻ với anh chị về cái file, cái ảnh mà tôi up hôm trước. Đó, thì một lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ cái đường link, cái file PDF về cái kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong cái giai đoạn 2021-2022. Thì có mấy con số mà các anh chị cần lưu ý như này, đúng không ạ? Nhanh thôi, đơn giản thôi. Có mấy con số cần lưu ý như này. Thực sự đây là những cái mà rất quan trọng. À, các anh chị đừng có nghe, các anh chị nhớ là chúng ta đang đầu tư, chúng ta tư duy từ trên xuống dưới. Đấy, tư duy từ trên xuống dưới. Bất động sản tăng là nhờ đâu ạ? Là gì ạ? Nhờ quy hoạch. Anh chị nhớ này, là cái giá đất tăng nhiều ạ? Nhờ cơ sở hạ tầng, nhờ tiện ích, nhờ dự án. Để có cơ sở hạ tầng, để có tiện ích, có dự án thì cần gì ạ? Cần tiền. Thế tiền đấy từ ai rót ạ? Ai làm ạ? Đúng không ạ? Từ tỉnh, đúng không ạ? À, từ tỉnh thì ai làm? Từ tiền từ đâu ra? Từ của nhân dân, Quốc hội phê duyệt, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì vậy chúng ta phải đi, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta muốn đầu tư chắc chắn, an toàn thì chúng ta phải đi từ gì? Từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Đi từ trên xuống dưới, đúng không ạ? Anh chị chọn một cái vùng đất ở cái khu vực mà đầu tư công tốt, cơ sở tầng nhiều, có quy hoạch nhiều và có nguồn vốn tốt chuẩn bị triển khai, thì rõ ràng cái gì ạ, là cái cơ hội đầu tư thắng nó rất là cao. Thay vì các anh chị đi đầu tư từ dưới lên, à, chọn mảnh đất đẹp, ở vị trí đẹp, ở dự án đẹp, cái vùng đấy có đẹp hay không, cái vùng đấy có phát triển hay không, thì câu chị không trả lời được, đúng không ạ? Cái cơ chế lãnh đạo ở vùng đấy như thế nào, đúng không ạ? Vân vân, anh chị không trả được. Thế là cố gắng anh chị, thay vì chúng ta tư duy từ dưới đi lên thì chúng ta tư duy từ trên đi xuống, đúng không ạ? Chúng ta đặc biệt, nó phải nói là gì, là đặc biệt ở trong cái giai đoạn gì ạ, đầu của chu kỳ bất động sản này. Đấy. Nói về dịch bệnh thì đương nhiên là cả thế giới bị và ai cũng buồn, đúng không ạ? Kinh tế đương nhiên là bị ảnh hưởng, thế điều chắc chắn. À, tôi ảnh hưởng, các anh chị cũng đều ảnh hưởng, thế nên là chúng ta mới ngồi nhau như này, chúng ta mới ngồi nhau nói chuyện như này, đúng không ạ? Nhưng mà cũng đấy cũng là cái cơ hội, đấy cũng là cái cơ hội để chúng ta ngồi lại, chúng ta đánh giá lại, chúng ta review lại, đúng không ạ? Đấy. Thì gần đây nhất tôi có chia sẻ một cái video tôi nói rồi, là chúng ta đừng để bây giờ, nói thật các anh chị là chúng ta là cực kỳ may mắn, ai ở cuối 8x và ai ở đầu 9x là chúng ta cực kỳ may mắn là sinh ra, chúng ta trưởng thành đúng trong giai đoạn này luôn. Thế còn nói thật các anh chị là thế hệ Z là sau này là gần như là cái cơ hội đầu tư bất động sản cực kỳ khó luôn. Lúc đấy đang đòi hỏi một cái trí tuệ kiểu khác rồi. Nó đòi hỏi một trí tuệ kiểu khác rồi, đúng không ạ? Đấy. Thế còn bây giờ chúng ta cực kỳ may mắn ở trong giai đoạn này, khi mà mọi thứ đang phát triển một cách bùng nổ, rõ ràng, công khai, minh bạch và cơ hội cực kỳ nhiều. Cái việc từ việc dễ dàng trong huy động vốn, từ việc kết nối, từ việc mạng xã hội, việc tìm kiếm thông tin, từ việc chia sẻ này, nó quá dễ. Các anh chị thấy là 10 năm trước làm gì có ông nào đi, ông đi chia sẻ này, đúng không ạ? 10 năm trước làm gì có ông nào hiểu về kinh tế vĩ mô, 10 năm trước về đầu tư bất động sản toàn theo sóng ấy, làm gì có ai hiểu, đúng không ạ? Thế nên là đây thực sự nó là gì, nó là cái cơ hội đấy, và một trong những cơ hội cuối đời, cuối cùng của cuộc đời. Thế nên là đừng để con anh em con để đừng để con mình sau này nó trách bố, giống như chúng ta trách bố mẹ chúng ta ngày xưa ấy. Là ngày xưa bố mẹ không ra mặt đường mà mua, đúng không ạ? Đấy, ở thị trấn có mấy triệu bạc một mét không mua, đúng không ạ? Đi mua cái xe máy chẳng hạn, thế thì đừng để nó tiếc như vậy, đừng để đáng tiếc như vậy. Thế còn cái bài học thực tế tôi đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều rồi, đó là giới anh chị nào mà xem cái phim Penthouse ấy, cuộc chiến thượng lưu ấy, Hàn Quốc ấy, hoặc anh chị nào đọc báo như mới nhất Hồng Kông hay là Trung Quốc, anh chị thấy rằng là gì? Nếu mà gì ạ? Nếu mà gì ạ? Nếu mà đời bố mà không cố gắng đấy, thì đời con không có nổi, không thể cố gắng mua được bất động sản luôn ở trong thành phố trung tâm, đúng không ạ? Đấy, hôm nay sáng nay tôi đọc một cái bài báo rất là hay, ví dụ thì về thị trường chứng khoán, họ so sánh Việt Nam chúng ta, thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta so với gì ạ, năm 1988 ở Đài Loan. Anh chị thấy rằng là gì, là chúng ta đấy là cái cơ hội tuyệt vời, đấy là cái cơ hội để chúng ta gì ạ, đấy là cái cơ hội để chúng ta tham gia sâu, để chúng ta tìm hiểu, đọc hỏi, đọc và tìm hiểu.
Thì rõ ràng là gì? Là với năm hiện nay Việt Nam mình có nó, họ ước tính rằng là gì? Là có 3% dân số có tài khoản chứng khoán. Như vậy rất ít, trên 100 triệu dân rất là ít. Trong khi đó hiện nay Đài Loan là gấp 3 lần như vậy, tức là khoảng tầm 10%. Đó, khoảng 10% dân số Đài Loan chơi chứng khoán. Thì rõ ràng là cái gì thấy rằng gì là một cái dung lượng thị trường nó quá lớn. Đó, thì rõ ràng đấy là cơ hội, đúng không ạ? Hay là hôm nay tôi cũng đọc về việc là Bitcoin, đọc về cái công nghệ coin. Đấy, nó là hôm nay tôi cũng bắt đầu tìm hiểu về sâu hơn thì thấy rằng là gì? Ô, đây cũng là cái cơ hội, đúng không ạ? Rõ ràng là 2-3 năm trước mình tập trung bất động sản nhiều quá mà mình bỏ qua đi, còn rõ ràng nó là tương lai, nó là cái tương lai, nó là công nghệ thì chúng ta cần phải tìm hiểu, chúng ta cần phải tìm thật sâu đó. Thế nó có một câu nói kinh điển, nó là gì? Nếu là biết thì là đầu tư, mà không biết thì là đánh bạc, đúng không ạ? Bất cứ gì mà chúng ta biết thì chúng ta đều là đầu tư, chúng ta bỏ chất xám, chúng ta nghiên cứu, chúng ta bỏ ra học hành đàng hoàng bài bản, nghiên cứu đàng hoàng bài bản thì đó là đầu tư, đúng không ạ? Thôi, tổng dài như vậy đủ rồi. Nói cho vậy để cho nó dài video thôi, chứ còn hôm nay chính là về đầu tư công bất động sản thì nó có vài cái thông số quan trọng. Wow, hôm nay là 460 người đang xem, 470 người đang xem. Nếu anh chị mà thấy nó nội dung nó có ích, anh chị có thể chia sẻ không ạ? Chia sẻ cho người cần biết rồi nhá, hoặc là chia sẻ theo kiểu như là anh chị chia sẻ kiểu bạn bè thôi, chứ đừng chia sẻ công khai. Chia sẻ công khai những người khác họ vào họ lại chửi tôi, họ không quan tâm bất động sản thì họ lại chửi mình, đúng không ạ? Ok, thì trong cái buổi ngày hôm nay tôi anh em mình sẽ phân chúng ta sẽ cùng tôi sẽ cùng anh chị chia sẻ về cái quan điểm về đầu tư công. Thì một cái lát nữa tôi sẽ gửi cái file đây chi tiết đầu tư công bằng PDF cho anh chị xem. Anh chị xem tỉnh mình như thế nào, đúng không ạ? Đấy, xem tỉnh mình ra làm sao. Hôm nay có một cái thông tin nữa. Ví dụ anh chị biết rồi, đó là hiện nay chúng ta trên thế giới nó có mấy cái kênh đầu tư chính, đó là chứng khoán, vàng và bất động sản, đúng không ạ? Thì vàng luôn là kênh cuối cùng. Việt Nam mình thì luôn vàng đã là kênh thứ hai. Đấy, thậm chí là kênh đầu tiên với một số cụ già ở quê, đúng không ạ? Nhưng bây giờ phải thay đổi, đúng không ạ? Chứng khoán nó phải là kênh số 1. Trong tương lai gần thì chứng khoán nó phải là số 1. Cái thứ hai là bất động sản và cái thứ ba phải là gì? Nó là vàng. Các anh chị biết rồi đúng không ạ? Ngày chúng ta các anh chị thấy rằng là gì? Là tiền. Bây giờ tiền không dùng tiền mặt nữa và tương lai gần thôi, trong 3 năm tới là chúng ta không dùng tiền mặt nữa, đa phần là chúng ta thanh toán bằng tiền gì ạ? Tiền trên mạng. Nôm na là chúng ta cầm dùng tiền trên mạng, cầm tiền trên mạng, chúng ta tiền mặt đâu. Trước đây tiền còn in bằng bản vị vàng, bây giờ người ta bỏ rồi, đúng không ạ? Tóm lại là tiền số rồi. Theo cái đấy thì các anh chị đọc tìm hiểu thêm đấy, nó mấy cái đấy nó phức tạp lắm, tôi về không phải chuyên môn về cái đấy, nó là nói nhiều khi nó cũng không 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 đúng à, nhưng mà cơ bản tôi hiểu như vậy thì tôi cũng chia sẻ với các anh chị như vậy. Thế còn bây giờ quay lại cái câu chuyện là đầu tư công. Ok đấy, đầu tư công thì nghĩa như nào đó? Ok, thì như này nó nôm na anh chị dễ hiểu này. Quốc hội nó cũng giống như một gia đình ấy, là đầu năm hai cả nhà họp với nhau đấy, thông báo rằng là năm nay nhá tôi sẽ chi ra 10 triệu để mua cái xe máy cho con A đi học, cho con B đi học, cho con mẹ để làm thẩm mỹ hạn thế đấy, thì lôm na là như vậy. Và cái việc đấy là phải được cả nhà thông qua đấy, sau đó ngày hôm qua thì bắt đầu cứ thế mà làm, đúng không ạ? Thì lôm na là chúng ta hiểu rằng quốc hội cũng họp như vậy đấy, chúng ta là gì, là bên một bên là chính phủ, bên là quốc hội đấy, và bên hành pháp, lập pháp. Lập pháp thì trong quốc hội luôn, nó khác với ba bên là bên các nước tư bản của chúng ta thì có cơ bản hai bên chính phủ và gì và quốc hội, đúng không ạ? Đấy, thì quốc hội sẽ phê duyệt các cái vấn đề liên quan đến luật và gì ạ, và ngân sách, đúng không ạ? Thì đầu mỗi chu kỳ thì quốc hội sẽ làm cái đấy. Cái ngân sách này gọi là ngân sách kế hoạch dự kiến, anh chị hiểu nôm na như vậy, tức là dự kiến thôi, hoàn toàn có thể gì ạ, bổ sung. Thì bao giờ cũng có phần gọi là gì, quốc hội bao giờ cũng để một cái phần gì ạ, phần dư, tức là gọi là gì, là bổ sung, gọi là phần dự phòng ấy. Ví dụ như là trong cái giai đoạn mà 2016 2020 thì ví dụ như Quảng Ninh hạn thế bổ sung mấy nghìn tỷ, hàng chục nghìn tỷ, đúng không ạ? Anh chị hoàn toàn hiểu thêm. Hay là một số tỉnh bổ sung rất nhiều tiền xong cái giai đoạn cuối, trong cái giai đoạn 5-10 giai đoạn cuối chu kỳ thì bắt đầu là bổ sung cho một số tỉnh để đầu tư mạnh về đầu tư công. Nhưng mà cơ bản chúng ta cũng hiểu rằng là gì, là rõ ràng là có kế hoạch. Cái việc có kế hoạch thì ít nhất chúng ta đầu tư theo kiểu có kế hoạch chứ không phải chúng ta đầu tư vo, đúng không ạ? Thì so sánh giữa ngân sách, hôm trước có anh chị hỏi đó là việc so sánh ngân sách của hai giai đoạn là 2016 và 2020 và 2021 2025, và các anh chị hiểu ngay con số này. Trong cái giai đoạn 2016 đến năm 2020 thì tổng vốn đầu tư công của cả nước đó là gì, là 2 triệu tỷ. Đấy, các anh chị search lại biết ngay. Đấy, con số thể không tuyệt đối chính xác nhưng anh chị luôn ra cái hiểu như vậy. Và trong cái giai đoạn nhá, 2016 20 là 2 triệu tỷ. Đấy, 2 triệu tỷ cho tất cả nhé, chứ không phải cho một cái tỉnh thành phương địa phương nào cả, cho tất cả, cho ngân sách chi hoạt động vân vân. Đấy, gọi thu chi mà, đúng không ạ? Thì 2 triệu tỷ. Và trong cái giai đoạn 2021 đến năm 2025, đúng không ạ? Nó là bao nhiêu tỷ ạ? Nó là 2,8 triệu tỷ, tức là gấp phải 1,43 lần. Đấy, tức là vậy gì, anh chị thấy rằng là gì, trong cái đoạn này nó hơn 800.000 tỷ, nó rất là lớn, đúng không? Rất là lớn, đúng không ạ? Thì rõ ràng nó cùng với việc phát triển đi lên thì đương nhiên là cái chi phí ngân sách đầu tư công nó lớn hơn.
Thì chúng ta thấy rằng là gì, rõ ràng là chúng ta có thể kỳ vọng vào cái việc là ngân trong cái giai đoạn tới đây thậm chí có thể sẽ phát triển tốt hơn cái giai đoạn gì vừa qua. Đấy, các anh chị nhớ rằng là họp gọi là kết thúc giai đoạn đúng không? Thì bác Trọng có nói rằng là gì, là đã bao giờ đất nước chúng ta được như thế này chưa? Thì đấy là cái câu kết cực kỳ ấn tượng. Và thực tế nó phải nói gì, là nói thực tế chúng ta đang sống trong cái giai đoạn như vậy thật. Đấy, anh chị thấy rằng là tôi đã từng nói anh chị rằng là gì, nếu anh chị 1 tháng hay là 1 năm hoặc là có rất nhiều anh chị thậm chí là 2 năm vừa qua không xuống gì Quảng Ninh, anh chị xuống thấy bất ngờ ngay, không đi Hải Phòng anh chị thấy khác hẳn ngay, không đi Thanh Hóa anh chị thấy bất ngờ ngay, đúng không ạ? Rất nhiều cái thứ bất ngờ, thì đấy là cái sự phát triển mà chúng ta nhìn thấy được. Đấy, còn tất nhiên là về vĩ mô, về ngân sách nội trai chúng ta không bàn đúng không ạ, rồi là ngân sách quốc gia dự trữ vân vân đều tăng hết, thì đấy là cái điều tích cực đúng không ạ? Rồi thì đấy là cái đầu tiên, cái so sánh ngân sách đầu tiên của 2 giai đoạn nó khác nhau rồi đã. Ngân sách giai đoạn này lớn hơn. Và riêng về ngân sách đầu tư công chi cho các cái tỉnh ấy, ngoài cái chi phí cho ngân sách các cái văn phòng ban quốc hội loại trai vân vân, thì riêng ngân sách cái đầu tư công cho đất nước chúng ta là 63 tỉnh à, 62 tỉnh à, 5 tư dân tộc ở 62 tỉnh thì phải đúng không, 6 mấy tỉnh đấy đúng không ạ, tôi quên mất đấy, thì là 1,6 triệu tỷ. Đấy, thì anh chị đã, tôi đã bóc tích anh chị con số rồi, các anh chị thấy ngay là gì, là ưu tiên vào địa phương nào, và tôi đã gạch chân cho anh chị ở cái địa phương đấy rồi đúng không ạ? Thì những cái địa phương thậm chí là rất là nghèo nhưng mà được đầu tư công lớn thì đương nhiên là sẽ thay đổi về mặt rất là nhanh. Đấy, các anh chị thấy rằng là gì, trừ từ khi có cái cao tốc gì ạ, Hà Nội Hải Phòng, Hải Phòng thay đổi như nào, Quảng Ninh thay đổi như nào đúng không ạ, thì chúng ta phải hiểu ngay. Và thực ra thông qua con số nó ra nhiều vấn đề lắm các anh chị ạ, cực kỳ nhiều vấn đề, từ những con số tổng quan này các anh chị lại phải đi vào chi tiết, đó là gì, là xuất cái kế hoạch đầu tư công của từng tỉnh một, bắt đích hết rồi, rộng rãi luôn, tuyệt vời luôn, tha hồ mà tìm, việc gì đi học thằng nào đúng không ạ? Ok, tôi nói ví dụ nhá, bây giờ chúng ta so sánh này. Ví dụ như là các cái tỉnh miền núi phía Bắc. Đấy, các cái tỉnh miền núi phía Bắc thì có Bắc Giang. Đấy, Bắc Giang là trong cái giai đoạn tới đây là chi 25.000 tỷ, tôi là 25,2 ngàn tỷ. Đấy, đúng không ạ? Một số tỉnh khác ngân sách đều tăng hết, ngân sách đều các cái tỉnh, ngân sách các tỉnh cơ bản đều tăng từ vài nghìn tỷ hết, các anh chị thấy không ạ? Hay là cá biệt thì có 2 tỉnh, một cái xu hướng nữa mà tôi đã chia sẻ với anh chị rồi, đó là bất động sản lại quay về gì, trung tâm. Đó chính là 2 cái thành phố lớn nhất dẫn đầu cả nước, đó là Hải Phòng và Hà Nội và Hồ Chí Minh đúng không ạ? 2 cái tỉnh đó, đặc biệt là Hà Nội có nguồn ngân sách, nguồn đầu tư công lớn nhất cả nước luôn, sau đó là Hồ Chí Minh, và cái thứ ba là gì, Hải Phòng đúng không ạ? Hải Phòng là thế nào đời nha, chúng ta xem nha. Đấy, còn miền Tây tôi đã nhấn mạnh anh chị rồi, Long An, Tiền Giang và Cần Thơ. Các anh chị để xét lại ngân sách của các tỉnh này đều tăng 35% so với kỳ trước. Đấy, tôi sẽ gửi cho anh chị những cái bảng chi tiết, sau đó anh chị tự tìm. Đấy, hay là Đông Nam Bộ thì anh chị thấy rằng ngoài Hồ Chí Minh ra chúng ta thấy rằng là gì, có Đồng Nai và Bình Dương kích cực kỳ kinh khủng đúng không ạ, về cái nguồn đầu tư công, và đặc biệt là Bà Rịa Vũng Tàu. Các anh chị nhớ như này này, là đất nước chúng ta hiện nay thì có 16 tỉnh tự chủ được nguồn ngân sách, thế còn đa phần là vắt giá đi xin. Đấy, thế nên là một số cái tỉnh được đầu tư trọng điểm đó, thì những cái tỉnh đấy là sẽ phấn đấu và cố gắng là tự chủ nền kinh tế, tự chủ được kinh tế đúng không ạ? Nó giống như kiểu là bây giờ một cái nhà có 5 đứa con thì ba thằng có hai mẹ có một thằng giàu và bốn thằng lại còn nghèo ấy, thế xong là một thằng giàu suốt ngày đi làm lui ra bốn thằng nghèo, đâm ra nó kéo lại xuống. Thế nên là đấy là cái gọi là gì, nó sẽ phân bổ về an ninh kinh tế quốc phòng nó không đều. Thế rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gì, trong cái giai đoạn này chúng ta thấy rằng là gì, là nó đang thay đổi. Đấy, là đầu tư hiện nay là một trong giai đoạn trước thì ưu tiên một số tỉnh trong một số khu vực, nhưng mà giai đoạn này lại bổ sung thêm một số khu vực khác, một số tỉnh khác, thì chúng ta thấy rằng là gì, có cái sự san sẻ chia đều. Đấy, ở nó giống kiểu mỗi một khu vực sẽ có một leader, mỗi một khu vực sẽ có một lãnh đạo, mỗi một khu vực sẽ có một tỉnh mạnh, một vài tỉnh mạnh đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta thấy rằng như vậy. Anh chị thấy rằng ví dụ Đông Nam Bộ đang thế, ngoài thành phố Hồ Chí Minh ra thì còn có Bình Dương, Đồng Nai mạnh đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng ngay thì khu vực thì dân rất giàu đúng không ạ? Đấy, rất giàu. Thế nên là chúng ta thấy rằng ví dụ Bắc Trung Bộ chẳng thế, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải thì có 3 cái tỉnh mà lớn nhất, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, ba cái tỉnh đứng đầu trong ngân sách. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng gì, Thanh Hóa trong năm vừa qua quá phát triển, quá phát triển luôn đúng không ạ? Hay là Nghệ An, hay là Hà Tĩnh, những cái tỉnh mà đã rất nhỏ thôi nhưng mà được ưu tiên những nguồn ngân sách. Tôi nói ví dụ tại sao Hà Tĩnh phát triển, ngân sách của Hà Tĩnh năm nay là 23.000 tỷ, Quảng Ninh của năm nay là 25.000 tỷ đúng không ạ? Mà anh chị thấy Quảng Ninh phát triển không, cực kỳ phát triển. Hoặc là ngân sách của Hải Dương cũng tầm xem hơn 20.000, 24-25.000 tỷ thôi đúng không ạ? Thì rõ ràng anh thấy rằng là gì, một cái tỉnh chưa phát triển đầu tư công khá lớn như vậy thì rõ ràng cái đầu tư về cơ sở hạ tầng thay đổi rất là nhanh, và rõ ràng đấy là chính là cái mà chúng ta có thể nhắm vào và tìm hiểu đầu tư bất động sản. Hay Cần Thơ đúng không ạ? Rồi Bắc Giang đưa chúng ta nói rồi đúng không? Hay là đây ví dụ Hải Phòng năm nay là 76.000 tỷ, nhưng anh chị nhớ rằng trong cái giai đoạn trước
Hải Phòng trong giai đoạn 2016 đến năm 2020 ấy, thì Hải Phòng cũng gần 60.000 tỷ rồi. À, nếu anh chị nào đi Hải Phòng bây giờ cơ sở tầng tuyệt vời luôn, đường xá tuyệt vời luôn. Nhưng mà năm nay còn phát triển nữa, năm nay táo phát 76.000 tỷ. À, tức là những cái tỉnh làm ăn kinh tế tốt, giữ được một cái nguồn ngân sách của địa phương cũng cộng cộng với cái nguồn ngân sách của quốc gia, tức là của nhà nước tài trợ nữa. Thế là năm nay Hải Phòng là 76.000 tỷ. À, thế là rõ ràng các chị biết rồi, Hải Phòng là một trong cái tam giác, trong tam giác kinh tế Hải Phòng, Quảng Ninh và Hà Nội, đúng không ạ? Và Hải Phòng bắt buộc phát triển vì công nghiệp, vì cảng biển, đúng không ạ? Nó phải phát triển. Tại vì Hải Phòng mà phát triển thì nó mới là cái hấp để kéo tất cả các tỉnh xung quanh phát triển được. Các chị nhớ như vậy. Đấy, bây giờ Bắc Ninh sản xuất, Bắc Giang sản xuất, ai sản xuất thì xuất khẩu đi đâu? Thì xuất khẩu đi qua đường nào? Qua đường cảng biển, đi qua đường cảng biển chiếu qua Hải Phòng thôi. Thế là Hải Phòng, cái chuyện là Hải Phòng, à, tôi đã có quá nhiều video phân tích về Hải Phòng rồi, cũng đã quá nhiều lần chia sẻ với anh chị về Hải Phòng rồi. Thế là cái chuyện Hải Phòng phát triển là cái chuyện gì? Bắt buộc phải phát triển, bắt buộc phải làm, đúng không ạ? Hay là như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Đấy. Các anh chị thấy một cái tỉnh như Bắc Ninh, mặc dù là bây giờ anh chị về Bắc Ninh anh chị mua đất nó phải tầm 1,5 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ. Giá đất phải xem tầm 20 30 triệu thì mới gọi là vị trí đẹp. Tức là cả tỉnh giá đất nó tăng khủng khiếp luôn. Nhưng mà rõ ràng là nó có lý do tăng, vì sao? Công nghiệp cực kỳ tốt, đấy, huyện nào cũng phát triển, dân rất giàu. Thế nên là cái giá đất đương nhiên nó tăng cao rồi. Ước gì tỉnh nào như Bắc Ninh thì đất nước chúng ta nhanh giàu lắm, đúng không ạ? Làm cực tốt về bất động sản, à, làm cực tốt về quy hoạch, làm cực tốt về thu hút đầu tư, làm cực tốt về nguồn vốn, làm cực tốt về quy hoạch, làm cực tốt về kéo được cái các khu doanh nghiệp về. Hay là Vĩnh Phúc, một cái thị trường nữa mà chúng ta ít quan tâm đó là Vĩnh Phúc, đúng không ạ? À, thì cái Vĩnh Phúc mùa là cái năm tới đây cũng cực kỳ tốt về phát triển, được không? Đặc biệt là cái hướng phát triển ở Đông Anh, cái mạng đằng đấy sẽ phát triển tốt. À, tôi sẽ so sánh một số cái tỉnh đặc trọng điểm để anh chị thấy rằng cái nguồn ngân sách khác nhau giữa hai vùng, anh chị thấy. À, một cái tỉnh nữa mà tôi quên nhắc đến nó như Quảng Ninh. À, Quảng Ninh năm nay ít hơn, đúng không ạ? À, có một cái bạn bạn ấy comment rằng anh ơi sao Quảng Ninh năm nay mùa này ít thế, đúng không ạ? À, mùa này ít thế. À, Quảng Ninh năm nay chỉ 25.000 tỷ, trong khi đó thì anh chị biết rồi, Quảng Ninh trong 2 3 năm vừa qua có cái, tôi hỏi anh chị là có cái tỉnh nào đầu tư cơ sở tầng bằng Quảng Ninh không? Khó lắm anh chị ạ. Anh chị nào mà đi Quảng Ninh anh chị thấy rồi, ít có tỉnh nào mà đường xá, cao tốc, sân bay đầy đủ trong vài năm như Quảng Ninh lắm, đúng không ạ? Thì rõ ràng một cái vấn đề là gì, là nhà nước đã bơm và làm cho Quảng Ninh gần như đầy đủ hết rồi. Bây giờ chỉ có cái điều việc gì? Phất lên thôi, đúng không ạ? À, phất lên thôi. Thì đương nhiên là cái nguồn ngân sách đầu tư công sẽ ít, đúng không ạ? Và lúc này thì sẽ cần các cái tập đoàn, khi mà đường xá hạ tầng đầy đủ hết rồi thì gì ạ? Các tập đoàn vừa triển khai thôi và kéo lên thôi, đúng không ạ? Nó sẽ không cần quá nhiều ngân sách đầu tư công để mà làm cao tốc hay làm sân bay hay là làm cái lọ cái chai nữa, đúng không ạ? Anh chị nào đi Quảng Ninh thì thấy cơ sở tầng tuyệt vời, à, gần như là khó có tỉnh nào cả cái nước này nó bằng Quảng Ninh lắm, khó, thật sự là khó. Đó. Đúng không ạ? À, một số cái tỉnh khác về ngân sách thì chúng ta sẽ ví dụ như là các anh chị nhớ rằng là cái nguồn ngân sách nó sẽ được bổ sung, nó một số tỉnh, một số con đường quan trọng, một số cơ sở tầng quan trọng thì sẽ được bổ sung thêm. À, ví dụ bổ sung việc 5-7 ngàn tỷ là chuyện bình thường, đúng không ạ? À, nên là chúng ta chỉ dựa, đây là cái dựa gì, cái kế hoạch dự báo, cái kế hoạch dự kiến về ngân sách của quốc gia đầu chu kỳ thôi. Thế còn một số tỉnh thậm chí được bổ sung thêm, một số con đường, một số tuyến quan trọng được bổ sung thêm. Nhưng mà cơ bản thì những cái gì tôi nói là chúng ta sẽ chọn vào những cái tỉnh mà có cái nguồn đầu tư công lớn. Tôi nói ví dụ cái Tây Nguyên. Đấy, Tây Nguyên với những cái trọng điểm để phát triển kinh tế, chúng ta thấy rằng trong Tây Nguyên có 5 tỉnh đúng không ạ? Thì cho đó thì Đắk Lắk là cái tỉnh mà có cái nguồn ngân sách đầu tư công lớn nhất. Đấy, sau đó Lâm Đồng đúng không ạ? Đắk Lắk hai mấy ngàn tỷ. Đấy, và gần như là cái tỉnh gần như là ít, gần như là cái cơ sở tầng gọi là những cái về đầu tư công lớn chưa có, thì đấy chính là cái cơ hội chúng ta thấy rằng là gì, là khi mà làm một cao tốc thôi hay làm một cái sân bay mở rộng sân bay thôi, làm một cái gì đó thôi thì sao, thì cái việc thay đổi về giá bất động sản cực kỳ nhanh, và đó, cùng với đó, đồng với đó là gì, là thu hút về các cái chủ đầu tư lớn về họ làm rất là nhanh và đẩy cái giá bất động sản lên cao, đúng không ạ? Đúng rồi đó. À, như Thanh Hóa là, à, ví dụ đây một cái tỉnh mà nhiều anh chị có đặt vấn đề và hỏi nữa, đó Thanh Hóa chẳng thế. Thanh Hóa trong giai đoạn trước thì chỉ hai mấy nghìn tỷ thôi, 26-27 nghìn tỷ thôi. À, nhưng mà Thanh Hóa kỳ này thì cũng rất là cao. À, Thanh Hóa giai đoạn 2016 2020 tôi nhớ rằng đầu ngân sách đầu tư công nó chỉ hơn 20, tôi nhớ không nhầm 26.000 tỷ, sau đó thì cũng có bổ sung thêm. À, nhưng mà cho anh chị thấy rằng là gì, Thanh Hóa giai đoạn này, à, Thanh Hóa ra này 42.000 tỷ à, đầu tư công dã man đúng không? À, thì những cái rõ ràng, hay là Nghệ An, à, Nghệ An sau Thanh Hóa sẽ đến Nghệ An và Hà Tĩnh, hai cái tỉnh này các chị không bỏ qua khi đầu tư. Đó. Và Quảng Bình cũng rất là tốt, Quảng Bình cũng 17.000 tỷ rồi.
Đấy. Còn Đà Nẵng đương nhiên là một cái thành phố mà phát triển, thì đương nhiên là anh chị thấy là ngân sách của Đà Nẵng cũng 28.000 tỷ, nhưng mà dạo cái giá bất động sản của Đà Nẵng nó đã tăng giá bởi cái xu hướng về bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng trong mấy năm vừa qua. Thế là cái độ gì ạ, cái độ tăng giá nó không còn gì ạ, nó không còn gì ạ, nó không còn cao hấp dẫn nữa. Nếu mà là so sánh là tôi thì tôi sẽ chọn cái đầu tư cái tỉnh còn nghèo, đấy, giá bất động sản còn thấp, đầu tư công cao, đấy, tôi đầu tư vào thì cái quãng giá nó tăng cao hơn, đúng không ạ? Đấy. Còn tất nhiên không để, tất nhiên các anh chị nhớ rằng này, khi chúng ta đi vào chi tiết, tại vì các anh chị biết rằng là có một cái loại nhà đầu tư nữa, có một đối tượng nhà đầu tư nữa là chúng ta chỉ trực chờ vào đầu tư dựa trên đầu tư công, tức là đầu tư về cơ sở tầng. Ví dụ mở cái đường này ra giá ví dụ 20 triệu lên 40 triệu chuyện bình thường, đúng không ạ? Thế nên là chúng ta đi vào chi tiết là như vậy. Còn chúng ta đang nói về vĩ mô, chúng ta nhắm vào vĩ mô cho khác. Tóm lại là có rất nhiều cơ hội ở trong tất cả những cái trong cái dãn, có rất nhiều cơ hội trong cái chu kỳ này. Thế là mong là các anh chị xem kỹ, và anh chị nào ở tỉnh nào thì chúng ta nghiên cứu kỹ cái tỉnh đấy. Đấy, hoặc là chúng ta nghiên cứu các cái tỉnh khác theo cái sở thích, theo cái nhu cầu, theo cái mục tiêu của chúng ta. Đấy, sau đó thì chúng ta mới đầu tư theo cái hiệu quả được, đúng không ạ? Đấy, từ khi mà có nguồn vốn này, trong phân bổ về địa phương này, đấy, có kế hoạch triển khai này, vân vân và vân vân, nó cả một quãng thời gian dài. Nhưng các anh chị biết rồi, hiện nay là gì, nhà chính phủ yêu cầu phải giải ngân, ví dụ trong năm nay phải giải ngân bao tiền đấy, và không ai để gì tiền khóa này mà để cho khóa sau cả, đúng không ạ? Nó bị phạt đấy, đúng không ạ? Đưa cho anh 2.000 ăn sáng mà đưa cho anh 20.000 ăn sáng mà anh ăn về anh dư lại là 2.000, anh không ăn anh trả lại thì bỏ mẹ, đúng không ạ? Thế nên là cái ngân sách đầu tư công nó phải gì, nó phải phát triển. Các anh chị hoàn toàn có thể tìm được các những cái văn bản về kế hoạch đầu tư công ở trên các cái báo về chính phủ ấy, đấy, quốc hội, đúng không ạ? Đấy, những cái nghị quyết, những cái văn bản về đầu tư công rất là nhiều. Thì giai đoạn này tôi nghĩ rằng rất thích hợp chúng ta ngồi, chúng ta nghiên cứu, chúng ta đọc. Đấy, chúng ta đọc hai thứ này. Thứ nhất đó là về ngân sách, tại vì anh chị biết rồi, cái quy hoạch, có quy hoạch là một chuyện, nhưng mà để triển khai hay không là một chuyện khác. Hiện nay thủ tướng đang yêu cầu là gì, tất cả các cái tỉnh phải báo cáo về kế hoạch sử dụng đất cho chính phủ. Đấy, đúng không ạ? Thế nên là có hai thứ thời điểm này chúng ta đọc rất là quan trọng, một là cái quy hoạch, cái thứ hai là về nguồn ngân sách. Đấy, thì hai thứ đấy là giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quan về đầu tư bất động sản ở cái khu chúng ta quan tâm. Cái thứ hai nữa là sau khi tùy vào cái quan hệ, tùy vào cái mối quan hệ, tùy vào cái việc chúng ta phân tích thông tin, đấy, từ vào cái việc vân 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 vân, thì chúng ta sẽ biết tùy vào chi tiết là đầu tư giai đoạn nào, thời điểm nào nó phù hợp. Tại vì chúng ta nhớ, chúng ta đầu tư theo quy hoạch, đầu tư theo nguồn vốn thì đấy chắc rất là chắc chắn rồi. À, nhưng mà để mà nó tốt hơn, để tối ưu hóa lợi nhuận và thời gian đầu tư, thì chúng ta phải cân đối được thời điểm đầu tư đấy, và thời điểm ra vào của việc đầu tư, đúng không ạ? Trong cái giai đoạn 2016 2020 có rất nhiều tỉnh bổ sung nguồn ngân sách. Đấy, thấm. Các anh chị thấy nào, để ý mà họp quốc hội ấy thì quên, họp chính phủ lúc nào thủ tướng yêu cầu là các cái tỉnh phải giải ngân ngay. Đấy, tỉnh nào mà không giải ngân được thì cọ lên gõ đầu ngay, đúng không ạ? À, vấn đề về chậm giải ngân thì có rất nhiều vấn đề anh. Bây giờ chúng ta gọi là hôm trước thì cũng trong cái này, vấn đề này hình như là chính phủ đã nói rồi, đúng không ạ? Cái này em trả lời hơi vĩ mô. Tóm lại là gì? Việc nguồn vốn là một chuyện, đúng không ạ? Còn việc mà liên quan đến lật lá giải phóng mặt bằng, đúng không ạ? Rồi là quỹ đất, nói là ông khác, ông ví dụ Bộ Xây dựng là duyệt khác, Bộ Tài chính là duyệt khác, đúng không ạ? Nó liên quan chồng chéo lẫn nhau chứ không phải đơn giản. Hay ví dụ bây giờ cái đường mà đi qua đường điện quốc gia thì này, ông về ngành điện ông xử lý cơ. Mà ông ngành điện không xử lý được thì không lại không làm được, đúng không ạ? Hay là liên quan đến dịch bệnh hiện nay thì liên quan đến việc là gì, là nguồn nguồn nguyên vật liệu, đúng không anh chị, đúng không ạ? Cái nguồn nguyên vật liệu này rồi là nguồn nhân công, đúng không ạ? Thì có rất nhiều cái vấn đề mà liên quan đến việc là gì, là chậm trong việc triển khai cái đầu tư công đấy, đấy là thực tế. Đấy, nó vì nó bày ảnh thực tế. Thế nên là các anh chị biết rồi, thế là tại sao sau dịch bệnh, khi mà hết giãn cách hoặc là dịch bệnh đã đỡ hơn, hoặc là khi chúng ta được tiêm phòng hết, thì cái việc mà chúng ta bùng nổ về trong cái giai đoạn ngắn, trong cái giai đoạn sau dịch, thì rõ ràng là cái việc mà dự kiến về bùng nổ bất động sản là chắc chắn là có, khi mà ồ ạt đầu tư công, ồ ạt về xây dựng, ồ ạt về các cái loại khác, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay sau dịch. Thế còn xa hơn thì chúng ta phải xem, đúng không? Đây tôi nói chi tiết, đây cái có một cái
báo cáo của Hải Phòng, ví dụ như Hải Phòng là trong giai đoạn 2016-2020 thì ngân sách đầu tư công họ là 56.000 tỷ và năm 2015 à còn 2021-2025 thì là 78.000 tỷ. Đó, khác nhau như thế, đúng không ạ? Chúng ta thấy so sánh khác nhau thế. Đúng rồi, có rất nhiều vấn đề. Tóm lại là chúng ta ở đây ở trong cái livestream ngày hôm nay tôi chỉ bàn về ngân sách quốc hội, quên ngân sách về cái ngân sách về đầu tư công để chúng ta thấy rằng là gì, và tôi sẽ gửi cho anh chị cái file kế hoạch đầu tư công bằng file PDF để các anh chị nghiên cứu và anh chị có thể tự so sánh được hai cái giai đoạn hai chu kỳ khác nhau, và sau đó anh chị ở tỉnh nào, anh chị muốn nghiên cứu ở tỉnh nào thì anh chị tham khảo tỉnh đấy. Đấy, một cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng rất là tin tưởng đó là hiện nay ấy, thì hiện nay chính phủ chúng ta có một cái chính phủ mới và chúng ta cực kỳ tin tưởng một chính phủ mới sẽ làm nhanh gọn đấy, và nó hạn chế về cái việc rủi ro trong cái việc mà tham nhũng, đúng không ạ? Tại vì trong giai đoạn vừa rồi thì cái việc mà thanh tra tham nhũng nội trai rất là chặt, đốt lò rất là nhiều, thế nên tôi nghĩ rằng là việc mà triển khai nhanh này, cái thứ hai là cái số tiền nó đi vào thực tế sẽ cao, và tôi nghĩ rằng là đấy là cái cơ hội để chúng ta có thể dựa vào đấy để chúng ta tin tưởng và đầu tư vào trong bất động sản, đúng không ạ? Một phần nội trai rất là chặt, đốt lò rất là nhiều, thế nên tôi thấy tôi vừa gửi cái bằng link nha, file PDF để các anh chị có thể xem. Đấy, về anh chị nghiên cứu dần. Thế từ cái đường link này thì anh chị lại search một cái đường, anh chị lại search một cái cú pháp nữa, đó là ví dụ cho anh chị ở Hà Nội thì anh chị lại search kế hoạch đầu tư công Hà Nội, thì trong cái kế hoạch đầu tư công đấy lại có một số dự án trọng điểm của Hà Nội, trong đó có vành đai 3,5, đường vành đai 4 đấy, anh chị hiểu đúng không ạ? Trong cái kế hoạch đầu tư công quốc hội thì cũng có dự án trọng điểm quốc gia, tức là những cái dự án là gọi là trọng điểm quốc gia chứ đừng nói là gì, là tỉnh có thể quyết định, đúng không ạ? Tôi nói ví dụ như là sân bay thì là quốc hội quyết định, đúng không ạ? Hay là cảng biển, những cảng biển lớn là quốc hội quyết định chứ không phải là gì, chứ không phải là tỉnh quyết định được, đúng không ạ? Ở trong phần comment anh chị, trong cái phần comment là tôi đã ghim trên top rồi đấy. Đấy thì mọi người anh chị nhớ này, nói lại này, là từ cái file này các anh chị lại search cái kế hoạch đầu tư công của từng tỉnh, đúng chưa anh nhỉ? Cái thứ hai nữa là các anh chị chờ cái báo cáo mới nhất về kế hoạch sử dụng đất của tỉnh, báo cáo thủ tướng sắp tới đây. Đấy, có thông tin đấy tôi lại sẽ gửi cho anh chị xem. Đấy, hoặc là anh chị tự tìm. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ kết hợp hai cái đây để chúng ta biết rằng là gì, cái nguồn vốn này đang ưu tiên sắp xếp cho cái cơ sở tầng nào để chúng ta follow, là chúng ta xem, chúng ta nghiên cứu. Mọi người chờ tí nhá, để tôi xem cái link tôi để đâu mất à. Ôi giời ơi, được có 33 người share, 429 người like. Toát hết cả mồ hôi. Anh chị thấy rằng vừa gõ vừa tìm dữ liệu nó mệt lắm, mà cái đống dữ liệu tìm đọc mỏi cả mắt, dã man. Mà tôi là cái người mà cực kỳ ghét dữ liệu, ghét cái con số này. Để tôi up lại phát. Sao lại không thấy đâu nhỉ? Tôi comment là chẳng hiểu là sao nó đi đâu nhỉ? Mọi người thấy chưa ạ? Các anh chị thấy không ạ? Đấy. Ok mọi người yên tâm, tôi sẽ gửi, tại vì đang không hiểu sao nó comment.
ok, mọi người chờ tí. Đây. Đấy, tôi comment rồi đấy, các anh chị thấy không ạ? Rồi, mọi người thấy cái file chưa ạ? Sorry mọi người, tại vì tôi comment trên cái laptop lại cứ bay đâu mất. Đấy, thì đây là cái đường link driver, cái kế hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Thế nên là các anh chị nhớ rằng ấy, là chúng ta đầu tư bất động sản từ trên xuống dưới, chứ không từ đầu tư từ dưới lên trên. Đấy, muốn đầu tư bất động sản thì chúng ta phải nhìn tổng thể, chúng ta đừng nhìn vào mông, hay là vào ngực, hay là vào mặt, đúng không ạ? Cái một cái mảnh đất đẹp thì nó phải ở trong một khu vực đẹp. Đấy, chứ không phải mảnh đất đẹp nó chỉ ở cái chỗ đấy đẹp, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta đầu tư bất động sản có mục tiêu mục đích cụ thể. Đấy, cái nào là sử dụng, cái nào là đầu tư, cái nào là cho thuê, cái nào là dòng tiền, cái nào là lãi vốn, vân vân, thì chúng ta phải xác định những cái mục tiêu cụ thể, mục đích của bất động sản cụ thể, đúng không ạ? Ngay như cái việc mà rất nhiều các anh chị hay nhầm lẫn cái việc là chúng ta sở hữu và chúng ta sử dụng nó khác nhau, đúng không ạ? Mục tiêu sở hữu là khác và mục tiêu sử dụng là khác nhau. Cho nên là đấy là cái phân biệt giữa việc là chúng ta mua một bất động sản và hai là chúng ta thuê một bất động sản để sử dụng, nó khác nhau. Nên là chúng ta phải phân biệt rõ cái mục tiêu, đúng không ạ? À, hiện nay thì tôi vẫn nói với anh chị rằng ấy, là trong tất cả các kênh đầu tư bất động sản hiện nay ở Việt Nam mình có rất nhiều, hiện nay ấy, thì chúng anh chị biết rằng là có khoảng 10 loại đầu tư bất động sản khác nhau. À, từ đầu tư sửa cho thuê, đầu tư lại, đầu tư đất nền, đầu tư chung cư, đầu tư văn phòng, đầu tư thuê cho thuê, vân vân, thì tôi vẫn đánh giá đầu tư đất nền đấy là hiệu quả nhất, đúng không ạ? Vẫn là hiệu quả nhất. Vì sao ạ? Vì các cái tỉnh của chúng ta còn rất là nhiều, còn rất nhiều các tỉnh mà giá đất cực kỳ rẻ đấy, và rất nhiều các cái tỉnh còn gần như là chưa có cái gì, chưa có cái gì. Đây là gì ạ? Ví dụ đơn giản thôi là chưa có rạp chiếu phim đấy, chưa có trung tâm thương mại, chưa có dự án nào về cả, chưa có cái đường to đấy, chưa có một cái dự án nghỉ dưỡng, chưa có một cái sân bay giao hồn, chưa có một cái sân golf nào cả. Thì đấy nôm na như vậy, thì chỉ cần dựa vào những yếu tố đấy anh chị hoàn toàn thể đánh giá được. Hay đơn giản anh chị là vùng biển, thậm chí là chưa có đường bao biển, chưa có đường 1A, vân vân và vân vân, tóm lại là như thế. Thì chúng ta còn thấy rằng là gì, nên là tôi hãy nên là tôi vẫn ưu tiên vào cái đầu tư lãi vốn đấy, nên là tôi không, hiện nay là tôi đang là như thế. Thế còn đương nhiên đấy là sau khi mà còn đương nhiên là sau khi mà chúng ta có nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ phân bổ đa dạng các kênh đầu tư, không nói làm gì, đúng không ạ? Có thể đầu tư dòng tiền bằng các cái loại hình thuê cho thuê, hoặc là văn phòng cho thuê, hoặc là để ở, hoặc là homestay, hoặc là vân 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 và vân vân, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như mỗi một người đấy, ví dụ như mỗi một người sẽ chọn cho mình một cái loại hình đầu tư bất động sản khác nhau, đúng không ạ? Có người có thể khởi nghiệp bằng đầu tư đất nền, có người thì có thể khởi nghiệp bằng đầu tư chung cư, có người có thể khởi nghiệp bằng đầu tư thuê cho thuê, thì tùy mỗi người, đúng không ạ? Cái mà tôi đang thấy mà sau khi mà tôi đang nghiên cứu tất cả các loại đầu tư, và cái mà tôi có thể đầu tư tốt nhất và cô tôi có thể chia sẻ với mọi người tốt nhất là chính là cái đầu tư cái hình thức là đầu tư đất nền với cái giá trị thấp, lợi nhuận cao, dựa trên cái việc mà phát triển cơ sở tầng trong cái giai đoạn đặc biệt này. Các anh chị nhớ rằng nha, ví dụ anh chị đầu tư thuê bây giờ và 5 năm sau anh chị đầu tư vẫn được, 10 năm sau anh chị đầu tư vẫn được. Giá đồ ví dụ đầu tư cho thuê, anh chị bây giờ thuê 10 triệu, bây giờ anh chị thuê cho thuê được 15 triệu. Sau này anh chị giá nhà tăng cái gì? Anh chị thuê 15 triệu, anh chị lại cho thuê được 20 triệu. Tại vì sao? Tất cả các chi phí đều đánh vào đâu ạ? Vào người thuê nhà. Đúng không ạ? Đúng không? Đó. Nhưng mà cái đất đầu tư đất nó khác hoàn toàn. Năm nay anh chị không mua, sang năm anh chị không quay lại mua được. Đấy, 3 năm nữa anh chị không quay lại mua được. Thì đấy là cái sự khác nhau giữa đầu tư đất lại vốn và đầu tư cái mô hình dòng tiền. À, dòng tiền có thể hôm nay mình không làm, ngày mai mình làm, ngày kia mình làm, ngày kia mình làm. Tất nhiên là có thể khó hơn về mô hình hoặc là khó hơn về nhiều đối thủ cạnh tranh. À, nhưng mà đất hoàn toàn khác. Khi mà cái giá vốn tăng ấy, làm cái gì cũng khó. Các anh chị nhớ như vậy. Ngay như bây giờ các việc chủ tư, các anh chị nhớ rằng hiện nay các chủ tư đang huy động trái phiếu cực kỳ nhiều. À, rất nhiều các chủ tư tung ra các cái gói trái phiếu, ví dụ Sunshine Vingroup đúng không ạ? Hoặc là Tân Hoàng Minh, những cái gói trái phiếu 12 13% một năm, đúng không ạ? Và dựa trên cái số vốn đấy, dựa trên cái tiền huy động ngày vốn vào đi gom đất, gom đất, gom đất, gom đất, gom đất, gom đất. Đúng không ạ? Trong cái giai đoạn này đang là giai đoạn mà gọi là em ấy, tức là mua bán sát nhập dự án mà, đúng không ạ? Của các chủ tư không triển khai được. À, thì với các chủ tư lớn, đây cũng là cơ hội của họ, mà nhưng mà họ phải sử dụng cái nguồn vốn. À, thì vì sao? Lúc này đang là giá vốn thấp. Giá vốn thấp, đúng không ạ? Và sau này giá vốn cao hơn. À, giá vốn anh chị biết rồi mà gì, anh chị mua cái giá đất thấp thì anh chị đắp vẽ cái gì trên đấy chả được. Anh chị muốn làm lâu đài, anh chị muốn làm biệt thự, anh chị muốn làm nhà cấp 4, anh chị làm cái gì trả lãi, đúng không ạ? Lúc đây chúng ta vừa lãi giá vốn và vừa lãi gì trên cái giá đất đấy, đúng không ạ? Cho nên là bắt buộc trong đầu tư bất động sản thì cái nguồn gọi là cái nguồn giá rất là quan trọng. Đó, thì nguồn đó gọi là nguồn giá đất. Đó. Rất quan trọng. Top 10 tỉnh thành theo anh Minh. Rồi chuẩn, rất là cảm ơn bạn đã thống kê. Ngay tôi nói cái việc mà cái nguồn vốn sẽ đầu tư, cái nguồn vốn đầu tư của những giới sẽ, các cái dự án nó sẽ quay về Hà Nội và Hồ Chí Minh, đặc biệt là bám đường vành đai 3, vành đai 4, vành đai 3,5, đấy điều chắc chắn. Khi mà mở rộng ra vì cái nhu cầu để ở rất là nhiều,
không riêng thì Hà Nội hay không riêng thì Việt Nam mà ngay tất cả thành phố lớn trên thế giới, ví dụ anh chị biết rồi, như người Nga ấy. Đó, anh chị là đang ở bên Nga có thể comment cái không ạ, ví dụ Nga có vành đai 7 rồi hay là Bắc Kinh vành đai 6 rồi đúng không ạ, chúng ta bây giờ vành đai 3, vành đai 2 đúng không ạ, không thể như thế được, phải phát triển mở rộng lên. Và tất cả khi mà các vành đai ra thì bao kéo theo là các chủ tư, các dự án sẽ limited đúng không ạ. À, mặc dù chúng ta đang có nhiều anh chị cảm thấy rằng bất động sản là phát triển đến ngưỡng, tại vì sao, cái tầm nhìn của anh chị đang ở mức nhìn bằng người ta. Còn nếu anh chị nhìn từ trên xuống dưới ấy, thứ nhất đối tượng trung lưu phát triển, cái thứ hai nhu cầu về nhà ở rất là lớn đúng không ạ, à, cái thứ ba đúng không ạ, cái cơ sở tầng phát triển mà đất nước kinh tế đang phát triển thì rõ ràng cái nhu cầu về nhà ở còn rất là lớn. Như vậy thì đương nhiên là các chủ tư sẽ vẫn phải làm, và cái nhu cầu hiện nay chúng ta vẫn với các chủ tư vẫn chưa đáp ứng được một phần dành cho cái nhu cầu để ở đúng không ạ. Cho nên là cái việc mà các bất động sản bám theo cái khu trục mới trong vòng 5 năm nữa, 7 năm nữa là chuyện hoàn toàn hợp lý. Cho nên anh chị nào mà có nhiều tiền, vốn nó lớn hơn thì có thể đầu tư an toàn ở Hà Nội hay Hồ Chí Minh. Thế còn anh chị nào mà ít tiền hơn đúng không ạ, à, thì hoàn toàn này đầu tư xa một chút, đầu tư ở các cái tỉnh thành phố xa một chút, còn đang chờ đợi các cái tỉnh nó phát triển đúng không ạ. Tôi nói thế thôi, có thể tôi đánh lừa đấy, anh chị đừng có tin, biết đâu tôi lại lằng ngoằng tôi đầu tư cái tỉnh mà không có tên trong đây thì sao. Nên là các anh chị cứ phải nghiên cứu, à, các anh chị nghiên cứu xong là anh chị mới có cái hướng đi được. Cái hướng đi tôi đã chỉ cho anh chị rồi, đó là nghiên cứu về nguồn vốn đầu tư công. Cái hai là chi tiết cái nguồn vốn đầu tư công đấy của tỉnh đấy. Cái thứ ba là gì, là nghiên cứu quy hoạch để chúng ta biết rằng là gì, là ưu tiên nguồn vốn sẽ vào cái đầu tư công nào, à, đường xá hạ tầng nào, dự án nào triển khai gần nhất sớm nhất thì chúng ta gì đầu tư đúng không ạ. Đất lên thì không hẳn là đỉnh nhất nhưng mà lãi vốn tốt nhất. Tôi nói ví dụ như này, đất lên đỉnh nhất thì không hẳn đúng không ạ, thực ra nó phù hợp với từng người mà thôi. Tôi nói ví dụ như này nha, vừa rồi tôi có một anh bạn, anh em mua khoảng 130 tỷ tiền bất động sản Vinhome, biệt thự Ocean Park ấy. Thế sau đó thì khoảng tầm mấy tháng sau anh em bán gần 200 tỷ, hơn 200 tỷ đúng không ạ. Thì đất lên làm sao lãi như thế được đúng không ạ, đất lên không thể lãi như thế được đấy, có nhưng mà nó khó lắm. Tại vì ai bây giờ anh chị bỏ trăm hơn 100 tỷ mua đất nền, nó ký mệt mỏi tay lắm, nó đi ký rất là mệt rất là mỏi. Mà người giàu họ nó không thích cái kiểu đất nền một kiểu 1-2 tỷ một miếng và 300 triệu một miếng kín bao giờ mới hết đúng không ạ. Thì rõ ràng là thấy rằng gì ạ, trong thời gian ngắn đầu tư mà lại có nhiều tiền, à, thì đầu tư tiền không vay mượn đúng không ạ, thì đầu tư cái khoản, à, đúng và đúng thời điểm thì rõ ràng cái đầu tư các sản phẩm thấp tầng cũng rất là tốt đúng không ạ. Thế nên nó phù hợp, thực ra nó phù hợp với tùy từng người thôi, nó phù hợp với mỗi một người thôi. Rõ ràng ở đây tôi đang hướng khách hàng của tôi ở trên livestream, các anh chị đang livestream thì tôi cứ cho là các anh chị chưa giàu đi, à, chúng ta mới gọi là đủ ăn đủ sống đủ mặc thôi đúng không ạ. À, và chúng ta dư một chút tiền cho đầu tư thì tôi đang focus và các anh chị đang xem livestream, cứ tạm thời coi các anh chị là có vốn từ 1 đến 3 tỷ đi, thì nó rõ ràng với 1 đến 3 tỷ tôi chọn đất nền là phù hợp. Đấy, với đầu tư lãi vốn là phù hợp. Và một cái trường hợp nữa là các anh chị đang đi làm lĩnh vực ngành nghề khác đúng không ạ, chứ không phải làm bất động sản, thì rõ ràng là anh chị mua một sản phẩm, mua một cái bất động sản an toàn có sổ đỏ, pháp lý chuẩn chỉ, quy hoạch chuẩn chỉ, anh chị để 3 5 năm thoải mái thì rõ ràng là cái đấy là cái hiệu quả. Thế còn trừ trường hợp là các anh chị gì ạ? Các anh chị nhảy sang làm bất động sản. Các anh chị nghe về bất động sản thì cũng có hai loại, một là cái loại người mà chúng ta làm bất động sản. Đấy, tôi không hiểu sao tôi làm, tôi hướng tới khách hàng mà không hiểu sao, ví dụ tôi làm TikTok toàn là các ông làm bất động sản này follow tôi thôi. Đúng không ạ? À, thì rõ ràng là chúng ta phải hiểu có hai loại đối tượng, một là cái đối tượng làm bất động sản là như tôi hay là các anh chị đang làm bất động sản, thì chúng ta cần phải tìm hiểu chuyên nghiệp, đọc quy hoạch phải hiểu đúng không ạ, đọc hợp đồng mua bán phải hiểu đúng không ạ, có mấy cái loại hợp đồng chúng ta phải hiểu, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, hợp đồng gì ạ, à, đúng không ạ, hợp đồng mua bán vân 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 vân, công chứng phải như thế nào, hợp đồng phải như thế nào vân vân đúng không ạ. Đất thì có cái nguồn đất, đất thì có các loại đất gì, nguồn gốc của đất ra sao thì chúng ta phải hiểu, thì đấy là cái người làm bất động sản đúng không ạ. Thế còn cái người mà không làm bất động sản mà chỉ muốn tìm hiểu đầu tư không thì chúng ta lại không cần hiểu. Hiểu làm cái gì? Có đau đâu, đúng không ạ? Nhưng mà cái buồn cười ở cái xã hội này là gì, là người ta ai cũng tưởng mình là thiên tài nên là cái gì người ta cũng đi học hết. Ai giờ đi học một cái, ví dụ bây giờ chúng ta đi học bất động sản, chúng ta học từ phong thủy, học phân lô, học mở sàn, học phân phối, học marketing, học huy động vốn. Học nhiều thế làm gì? Đúng không ạ? Trừ khi lại về quay sang là chúng ta làm bất động sản hay không, chúng ta phải hiểu rõ, đặt mục tiêu cụ thể rõ ràng đúng không ạ. Còn trừ khi người nào nhiều thời gian quá học cho vui thì cũng được, thế còn đúng không ạ. Đấy, còn bỗng dưng anh chị biết rồi, tự nhiên bây giờ mà bản thân tôi bây giờ mở sàn chưa chắc tôi làm được, nó thật như thế, hoặc bây giờ bản thân tôi đi phân lô chắc thì tôi đã làm được đúng không ạ. Đấy, thì rõ ràng là mỗi một cái lĩnh vực cái bất động sản rất là rộng, và mỗi một trong bất động sản có rất nhiều ngành nghề khác nhau thì nó tùy hợp phụ thuộc vào mỗi người khác nhau. Thế là chúng ta đi học hay chúng ta đi làm cái gì, chúng ta phải follow vào cái mục tiêu của chúng ta, cái mục đích của chúng ta là cái gì. Đấy, cái mục đích của chúng ta là cái gì đúng không ạ. À, còn nếu anh chị làm thực sự, anh chị làm chuyển sang làm bất động sản, anh chị làm nhà đầu tư thì anh chị lại học một kiểu khác.
đấy, học một kiểu rất là chuyên nghiệp kiểu khác. Còn những cái mà tôi đang chia sẻ với anh chị là tôi muốn những anh chị cơ bản nhất, những cái thông tin này ai cũng biết, public rộng rãi, các anh chị chỉ cần đọc và hiểu hơn người khác là các anh chị đã có cơ hội rồi. Nó chưa cần cái gì cao sang cả, chưa cần cái gì phải cao siêu cả, chưa cần cái gì nó phải là nguy hiểm cả, đúng không ạ? Chưa cần cái gì cái nó gọi là nó lọ chai cả, đúng không ạ? Đấy, vì tư duy này nó rất là cái có cái tư duy chúng ta có cái cách làm việc rất nó rất là đơn giản hơn, đúng không ạ? Nói thật các anh chị nhá, ví dụ một phong thủy. Đấy, tôi đi mua đất tôi rất ít khi phong thủy, tôi chỉ cơ bản chọn không đường đâm, không ngõ cụt, đấy, không mồ mả, đúng không ạ, không không top hậu, đúng không ạ, đấy. Thế còn thì đấy là những cái điều kiện cơ bản thế thôi, đúng không? Thế còn trừ khi là chúng ta mua nhà để ở, mua nhà để ở thì cực kỳ vấn đề phong thủy cực kỳ quan trọng, đấy, môi trường sống cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Bây giờ các anh chị biết rồi, mua nhà để ở một chung cư giờ không chốt đôi xe cãi nhau ỏng ọc tỏi kìa, phong thủy gì, đúng không ạ? Đấy. Thế nên là chúng ta cần phải rõ mục tiêu mục đích. Khi tôi thấy cái gì chúng ta cũng học loạn thể lắm, đúng không ạ? À, các anh chị biết rồi, trong thời đại mới bây giờ cái khả năng tự học là quan trọng nhất, khả năng tự học là quan trọng nhất. Đấy. Và chúng ta chỉ cần đặc biệt là cái với tiếp cận dễ về thông tin về kỳ tri thức thì chúng ta lại chọn lọc được chúng ta cái học cái gì để chuyên sâu nhất. Vì bây giờ ai cũng có khả năng tự học và ai cũng có thể học được, về hầu như là đều miễn phí hoặc là có phí nhưng không đáng bao nhiêu. Thì lại chọn vào cái người ai học cái gì chuyên sâu nhất, anh chị nhớ như vậy nhé, đúng không ạ? Đấy, còn bây giờ nhà nhà livestream người người làm bất động sản, người người dạy bất động sản thì ai chả biết, đúng không ạ? Bây giờ xem một cái mảnh đất, xem một cái vùng đất ai chả biết, đúng không ạ? Xem cái mảnh đất ai chả biết, đơn giản chúng ta ăn rồi. Nhưng mà chúng ta học cái gì chuyên sâu nhất để chúng ta kiếm được tiền là quan trọng, thay vì chúng ta cái còn nếu mà chúng ta cứ học một cách mà lửa chừng lửa bài thì chúng ta chỉ tổ đi kiếm tiền giúp người khác thôi, đúng không ạ? Về nói thật là như thế. Ok, quay lại về cái việc đầu tư công thì nôm na thì tôi vừa chia sẻ với anh chị về cái kể cả trong cái việc mà quyết định mục tiêu đầu tư công và kế hoạch định hướng giai đoạn đầu tư công, các anh chị thấy ngay đó là cái việc mà phát triển kinh tế này. Đấy, rồi là các cái hàng năm này tỷ trọng về đầu tư này, nguồn vốn nhà nước phân bổ, nguồn vốn đầu tư này. Đất nước chúng ta có một cái rất là hay, đó là cái nguồn vốn FDI khá là lớn trên tỷ trọng dân số, trên tỷ trọng nguồn vốn, trên tỷ trọng thu nhập tổng hợp quốc gia, thì đấy là một cái điều kiện tuyệt vời. Đấy. Và nó cũng chứng minh cho cái việc là gì, là cái vị thế quốc gia chúng ta đang rất phát triển, cái thu hút được cái nguồn vốn nước ngoài rất là cao, có uy tín, ổn định về chính trị, đấy là điều tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy. Rồi thì đấy là cái phần mà tôi chia sẻ với anh chị, thì mong rằng là cái nội dung chi tiết và con số nó nhiều lắm tôi không đọc hết, với 60 mấy tỉnh cơ, thì tôi cũng đã gạch các anh chị về một số tỉnh mà tôi cho là tốt thì chúng ta cùng nghiên cứu. Các anh chị nào có cái nghiên cứu hay và hoặc là anh chị là tỉnh nào có nghiên cứu hay cứ comment chia sẻ hoặc là inbox riêng chúng ta cùng chia sẻ. Đấy, anh chị có theo cái hướng đấy anh chị làm, đặc biệt là trong giai đoạn này các anh chị nhớ này, tôi tóm lại tổng kết là đầu này, chúng ta phải xác định đây là chu kỳ mới, từ chu kỳ mới chúng ta lại xây dựng từ đầu, xây dựng cái kiến thức, cái tri thức, cái dữ liệu để chúng ta đầu tư từ đầu, từ việc gì ạ? Nguồn vốn này, quy hoạch này, đúng không ạ? Và chúng ta chọn tỉnh, chọn thành phố chúng ta vào làm vào. Và trong giai đoạn tới, trong bất động sản giai đoạn tới thì tôi vẫn ưu tiên vào công nghiệp, đúng không ạ? Vào công nghiệp. Đấy, và bất động sản ven các khu công nghiệp và bất động sản vào dựa vào các cái việc thay đổi về cơ sở tầng. Đấy, gần các dự án nếu có được triển khai, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái mà mình ưu tiên. Tại vì giá vốn nó còn rẻ, một số tỉnh nó còn rất là rẻ so với các cái tỉnh đã phát triển rồi. Đấy, ngoài ra chúng ta có thể thấy rằng là gì là còn đương nhiên là bất động sản để ở với bất động sản du lịch có vẫn có thể phát triển bình thường. Đấy, nhưng mà cái nguồn vốn nó cao hơn thôi. Ví dụ bản thân tôi là rất thích về Bắc Linh đầu tư, nhưng mà giờ về Bắc Linh là động vào phải 20-30 triệu một mét, sợ quá, nó cao quá, đấy là cao so với tôi thôi, đúng không ạ? Còn rất nhiều người khác thì vẫn là hiệu quả, với 20 người ta mua 20 triệu người ta bán 30 triệu, hoặc người ta mua 30 triệu người ta bán 40-50 triệu chứ bình thường, đúng không ạ? Còn tôi sẽ thích mua cái loại nó rẻ hơn, nên là tôi phải chấp nhận phải đi xa nghiên cứu sâu một tí. À, thì đấy là tại vì sao nó còn một số tỉnh như vậy, nó còn một số tỉnh như vậy để chúng ta gì còn cơ hội đầu tư. À, thì tranh thủ. Thế còn cuối cùng thì anh chị biết rồi, ngay như các đất nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản thì sau này cũng quay về các thành phố lớn hết, cái người siêu giàu thì sau này cũng quay về Seoul, đấy, quay về Thượng Hải, quay về Bắc Kinh, đúng không ạ? Quay về những trung tâm hết, đúng không ạ? Đấy là điều đương nhiên. Ok.
Thì đấy là cái phần hôm nay chia sẻ với anh chị như vậy. Thì nếu mà nó có gì không phải, nói nó gì nó bỏ qua, nói nó không phải mong anh chị bỏ qua. Đấy, thì một số anh chị có thể hỏi một số câu hỏi chúng ta cùng giao lưu. Đấy, thì hôm nay thì tập trung vào mấy cái vấn đề chính như vậy thôi. Thì mong là nếu mà có cái điều gì không phải anh chị bỏ qua hoặc là chưa đúng, anh chị tham khảo thêm. Thì cũng dựa vào đấy anh chị tìm hiểu và nghiên cứu. Thì tôi mong rằng là khi mà chúng ta đi đầu tư thì chúng ta có các con số cơ bản. Đấy, các con số có các xác suất thống kê để chúng ta đầu tư nó đúng hơn, an toàn hơn, đúng không ạ? Thế còn tôi trả lời rất là nhiều các câu hỏi liên quan đến việc là sau dịch thì bất động sản như nào, tôi vẫn nói rồi. Đấy. Sau dịch thì bất động sản tôi nghĩ rằng rất là tốt thôi, đúng không ạ? Tại vì nhìn một cách dài hạn thì chúng ta vẫn là tốt, đúng không ạ? Rất nhiều người bây giờ vẫn đang giữ tiền. Thì nói thật là đấy là tôi cái quan điểm đấy tôi không đồng ý. Đấy. Tôi vẫn quyết liệt trong việc mua bất động sản vì cái tầm nhìn tôi là đầu tư 2 3 năm, 2 3 4 5 năm, đúng không ạ? Đấy. Thế là tôi vẫn quyết liệt trong cái việc xuống tiền, trong việc ăn đầu tư. Còn cái việc giữ tiền trong thời điểm này nó không quan trọng. Giữ tiền mặt không bằng giữ tiền trong tài khoản. Và giữ tiền trong tài khoản không bằng việc là chúng ta vào những cái kênh đầu tư mà hiện nay đang rất là tốt như chứng khoán hay là bất động sản, đúng không ạ? Áo vợ mua, nhưng không biết mua ở đâu. Ok, thì có một số các cái câu hỏi, ví dụ anh chị có thể hỏi đây, đây. Anh chị nào biết thì cũng thể trả lời luôn, bổ sung thêm luôn. Ok. Đó là các anh chị hỏi về đầu tư. Tôi thì tập trung vào một số cái tỉnh nó có Nhìn một cách nhìn tôi thì thích đầu tư vào một số cái tỉnh nó có nhiều cái đặc biệt ấy. Nó có những cái trọng điểm, cái đặc biệt, ví dụ như tôi đầu tư ở Quảng Ninh nó vì nó có cao tốc này, hay đầu tư Hải Phòng là vì nó có cao tốc, nó có cảng biển này, đầu tư vào Vũng Tàu nó có cảng biển, nó có du lịch này, hay là đầu tư vào bất cứ một tỉnh nào nó đều có một cái lý do rất là đặc biệt và nó phải thu hút được nhiều người đến đầu tư, đúng không ạ? Thì nó sẽ thanh khoản, nó sẽ tốt hơn và cái sóng thị trường nó sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Đấy. Anh chị nhớ như vậy thì bao giờ tôi sẽ chọn, tại vì cái quan điểm của tôi là thị trường cả nước là như nhau. Đấy, 62, 60 mấy tỉnh là như nhau. Tôi phải search lại xem 60 mấy tỉnh. Đấy, 62 tỉnh với tôi nó là như nhau. Thế nên là tôi sẽ chọn những cái tỉnh nào mà tôi thấy rằng là gì nó có cái điều đặc biệt và tỉnh khác không có hoặc là chưa có. Nó hút được, nó sẽ lên mặt báo nhiều, nó sẽ hút được nhiều cái người khác ở nơi khác đến đầu tư. Thì lúc đấy tôi cảm thấy nó sẽ thanh khoản tốt hơn. Đấy, cái mức giá tăng nhanh hơn. Đấy, thì đấy là hai cái điều mà tôi hay chọn là như thế. Nhưng còn ở đây ví dụ các bạn hỏi Hòa Bình, đúng không ạ? Đấy, Hòa Bình thì cao tốc Hà Nội Hòa Bình có rồi, các anh chị biết rồi. Cái thứ hai nữa là Hòa Bình thì hiện nay rất nhiều các chủ tư đang làm các dự án nghỉ dưỡng, bên gọi là nghỉ dưỡng ven đô, cách Hà Nội tầm 6 70 cây. Đấy. Thì đây cũng là cái xu hướng rất là tốt, rất là phát triển. Thực ra cũng có nhiều quy hoạch của các cái chủ tư lớn họ đã có quy hoạch. Đấy, từ Vin hay là Eco Park đã có quy hoạch nhưng mà họ chưa triển khai thôi. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái nhưng mà cái giá đất trong 2 3 năm vừa qua nó khá là cao. Nên tôi nghĩ rằng là sẽ cần thêm một cái thời gian nữa để nó phát triển thêm. Đấy, đặc biệt trước đây anh chị biết là mua đất kiểu nghỉ dưỡng hồ quanh hồ các cái khu vực trên đấy chỉ tầm vài trăm nghìn đến 1 2 triệu mét, nhưng bây giờ lên 4 5 triệu mét, như vậy là gấp đôi gấp ba, trong khi đó cái diện tích nó quá là lớn, đúng không ạ? Thế còn cái việc mà lựa chọn đây là đầu tư đất là như thế. Đấy, nên đất khá tăng cao và cái loại đấy thì phù hợp với một số người thôi, nó chỉ phù hợp với một nhóm đối tượng thôi, là cái nhóm đối tượng giàu và có cái sở thích đó là nhà vườn nhà nghỉ, đúng không ạ? Thế còn sau dịch người ta tập trung vào công việc ăn việc làm, người ta đi nghỉ các cái khu nghỉ vân 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 vân, chứ lấy đâu ra đi lên nghỉ, đúng không ạ? Cái thứ hai là mua các bất động sản nghỉ dưỡng thì chọn các chủ tư uy tín. Đã là bất động sản nghỉ dưỡng thì về chủ tư nó là số 1, các anh chị nhớ như vậy. Đấy, nên là tại sao Vin hiện nay vẫn là số 1 thì sao, trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua trả cam kết vẫn đều như bức tranh, nên các nhà đầu tư rất là thích. Đấy, và họ vẫn ủng hộ Vin là như thế. Nhưng một số chủ tư khác thậm chí là chậm này, trễ này, bùng này, lọ chai rất là nhiều, đúng không ạ? Thế nên là cái chọn về đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng là cái loại hình thức mà chúng ta không sở hữu mà chúng ta có thể ủy quyền cho thuê này hoặc chúng ta kinh doanh này, nên là cái lúc đấy thì chúng ta phải chọn cái chủ tư rất là uy tín, nên là chúng ta phải tin. Tại vì nếu mà tin tôi không quan tâm, nếu mà tôi nói không nó không ăn thua, tại vì sao? Cái chủ tư nó sẽ quyết định. Bây giờ anh chị mua cái nhà chung cư nhé, bây giờ tôi nói ví dụ thôi, bây giờ anh chị mua nhà chung cư sổ đỏ tên anh chị, nhưng bây giờ ban quản trị chủ tư nó cấm đỗ xe, anh chị toang luôn, đúng không ạ? À, liên quan kinh phí bảo trì nó không bàn giao anh chị toang luôn, đúng không ạ? Thu phí đỗ xe cao hơn anh chị toang luôn. Tức là gì ạ? Nôm na là chúng ta sở hữu cái bất động sản trong một cái khu đô thị, cái chủ tư làm ăn không uy tín của chúng ta toang luôn.
mà đặc biệt liên quan nghỉ dưỡng mà chủ tư không uy tín thì làm gì ai đến nghỉ nữa, đúng không ạ? Thế là đấy là cái vấn đề mà chúng ta phải rủi ro chúng ta nhận lấy được. Thế là bắt buộc chúng ta phải chọn một chủ tư thực sự uy tín, nó có đủ tầm để làm, và tôi nghĩ rằng ở Việt Nam không nhiều đâu, đúng không ạ? Thế còn nói ai nói hay hết, chứ không phải là anh chị biết rồi, cái bất động sản bây giờ nó không phải là cứ có bất động sản nó không có, người có bất động sản chưa chắc đã làm được sản phẩm. Thế nên tại sao là có một số chủ tư, có một số ABC là có đất nhưng phải giao cho các chủ tư khác làm, đúng không ạ? À, tại vì đến cái bộ anh chị biết rồi, trong bất động sản, trong một dự án bất động sản, ngoài việc lấy đất ra còn liên quan đến gì ạ? À, quy hoạch kiến trúc, thiết kế tổng quan, xây dựng cơ sở tầng, đúng không ạ? Marketing, rồi có đặc biệt bộ phận đằng sau đó là gì? Là quản lý và quản, tức là vận hành và quản lý. Mà cái vận hành và quản lý là cực kỳ quan trọng. Thế là bất động sản nghỉ dưỡng phải chọn được đủ chủ uy tín. À, có một cái vấn đề nữa mà mọi người hay nhầm, đó là rõ ràng thì tôi vẫn đồng ý một cái việc nữa là bất động sản sau dịch, thì cái sau dịch bệnh thì cái ngành, một trong cái ngành mà phát triển quay lại trở lại rất là mạnh mẽ đó chính là cái ngành về du lịch. À, thì đương nhiên rồi, các anh chị biết rồi, chúng ta bị giam giữ trong nhà quá lâu, đúng không ạ? Thì đương nhiên là cái ngành mà sau đó thì cái ngành dịch vụ về du lịch sẽ bắt phát triển, nhưng không có nghĩa là cái giá bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ phát triển. Anh chị nhớ như vậy, tại vì sao? Chúng ta phải thấy rằng cái quãng giá của bất động sản nghỉ dưỡng trong những năm vừa qua, kể cả đất nền và cả cả dự án đều tăng rất là cao trong năm vừa qua rồi. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là cái số lượng trong năm vừa qua xây dựng khá là nhiều, thì tôi nghĩ rằng là gì, sẽ vẫn cần thời gian để hấp thụ. Đặc biệt là các dự án mới có rất là nhiều nữa, cho nên là cái việc mà để tăng giá bất động sản du lịch, đất nền và nghỉ dưỡng, tôi nghĩ ra cần thấy thêm thời gian, rất cần thời gian. Còn cái việc mà sau dịch cái ngành dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng sẽ phát triển là điều đương nhiên, đúng không ạ? Thế còn tôi thì vẫn đồng ý, tôi vẫn nhất trí quan điểm đó là bất động sản công nghiệp cảng biển. Đấy là hai cái thứ mà tôi vẫn follow từ 2020 đến nay. Tôi đầu tư từ Bắc vào Nam là như thế, dựa trên những cái điều kiện kiến quyết như vậy. Đấy, đất thì nó có rất nhiều loại đất, đất để ở, đất du lịch nghỉ dưỡng và đất công nghiệp, đất cảng biển, đúng không ạ? Nên là chúng ta phải follow rõ một cái mục tiêu cụ thể. Mình đầu tư, mình giống như chứng khoán ấy, chúng ta đầu tư theo xu hướng tăng lên thì chúng ta sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Thì nó sẽ thanh khoản nó sẽ tốt hơn và cái sóng thị trường nó sẽ tốt. Thế nên là các anh chị nhớ nha, có một thông tin rất quan trọng nữa là các anh chị phải chờ cái báo cáo các tỉnh về việc quy hoạch sử dụng quỹ đất. Đấy, trong giai đoạn tới đây thì có hai cái thứ mà tôi đang chia sẻ với anh chị rất là nhiều, đó là cái liên quan đất rừng và đất nông nghiệp sẽ cực kỳ làm chặt trong cái giai đoạn tới. Đất công, đất rừng, đất công cực kỳ làm chặt trong cái giai đoạn tới. Tại vì sao? Cái chúng ta thấy rằng là trong cái giai đoạn vừa qua thì cái nguồn gốc cái đất đấy nó bị ABC khá là nhiều và rất nhiều người đã bị đi tù với việc đấy, đúng không ạ? Thế là cái nguồn đất, cái đất rừng này, sản xuất đất rừng phòng hộ quốc gia được như là đặc được đương nhiên là rất quan trọng, đất nông nghiệp cũng thế, đúng không ạ? Là cực kỳ siết chặt trong vấn đề liên quan đến chuyển đổi. Đấy, nên là chúng ta hết sức lưu ý trong việc đầu tư. Đấy. À, Tây Nguyên thì tôi nói rồi, tức là trong Tây Nguyên thì có 5 cái tỉnh lớn nhất, 5 cái có 5 tỉnh, trong đó thì có Đắk Lắk là cái nguồn vốn đầu tư công lớn nhất, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là tôi đã nói một ngay một cái chiến lược đó là gì, đó là mỗi một khu vực, mỗi một vùng đấy, thì nó sẽ có một cái tỉnh gọi là leader ấy, tỉnh đứng đầu. Thì trong Tây Nguyên tôi đang đánh giá rằng trong chu kỳ tới thì Đắk Lắk sẽ rất là tốt. Đấy, anh chị đấy ngay rằng là gì, là ngay đây thì cái việc mà là làm cao tốc này cũng quyết định rất là nhanh này trong giai đoạn tới này. Đấy, thì từ việc cao tốc sẽ theo đây thay đổi kéo theo đó là về các cái dự án và các chủ tư lớn và triển khai, đúng không ạ? Ở đất ven khu công nghiệp thì thường là chúng ta sẽ chọn đầu tư đất dân đấy, hoặc là đất tái định cư đấy, chứ ít chủ tư. Nếu mà đã được giai đoạn chủ tư rồi thì đương nhiên là cái giá nó rất là cao rồi, nên là cố gắng em bạn cố gắng là vào cái giai đoạn sớm một chút, đúng không ạ? Vào giai đoạn sớm một chút. Thế còn quy hoạch thì bây giờ ngày nay nó rất là, anh chị nói rồi, thị trường tôi đã nói rất nhiều lần với anh chị rồi là bất động sản Việt Nam hiện nay là bán công khai, tức là bán minh bạch, tức là 50% minh bạch theo cái đánh giá của tổ chức GLL. Đấy, tức là gì ạ? Tức là bây giờ các anh chị tra quy hoạch rất là dễ. Đấy, rất nhiều website công bố quy hoạch của địa phương rất rộng rãi. Đấy, đúng không ạ? Nên là bây giờ việc chúng ta tra cứu thông tin quy hoạch rất là dễ, thật sự như vậy luôn đấy. Nên là các anh chị cố gắng là sử dụng cái máy tính, cái mạng, cái điện thoại cho một cách nó hiệu quả để chúng ta có thể tìm hiểu được. Đấy, tỉnh nào nó có website là tỉnh đấy, đặc biệt các tỉnh miền Nam cực kỳ minh bạch rõ ràng luôn, đúng không ạ? Thủy Nguyên, Hải Phòng đấy, thì thôi phía Nam thì anh em cố gắng sau dịch bệnh, đúng không ạ? Đấy, phía Nam thì cũng có nói rồi đấy, Tây Ninh này, đúng không? Long An, Cần Thơ
Rồi là Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước đều những cái tỉnh có nguồn vốn đầu tư công rất là lớn, đặc biệt liên quan đến việc mà cái chuỗi cao tốc đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là tôi đã chứng kiến cái việc cao tốc Hà Nội Hải Phòng và phát triển Quảng Ninh như thế nào thì tôi đánh giá cực kỳ cao cái vấn đề phát triển cao tốc. Các anh chị không thể tưởng tượng rằng cái rút ngắn khoảng cách đi lại nó thu hút nó thay đổi một cái tỉnh nó dã man như thế nào. Thực sự như vậy, thế là tôi đánh giá cực kỳ cao vấn đề đầu tư công và vấn đề về cơ sở hạ tầng về cao tốc cực kỳ thay đổi, nó quá nhanh, nó quá nguy hiểm. Thật sự như vậy luôn. Đấy. Các anh chị có tưởng tượng là trước đây đi Quảng Ninh mất 5 6 tiếng, mất 5 6 7 8 tiếng mà bây giờ đi 1 tiếng rưỡi, nó thay đổi một cách dã man còn ngàn phát. Thì tôi nghĩ rằng là trong miền Nam nó có một cái như vậy nữa, hay là cái việc vành đai 4 triển khai Hồ Chí Minh nó sẽ triển khai thì mình cũng thấy thay đổi nữa. Ok, quay trở lại với Thủy Nguyên Hải Phòng. Đấy, quay trở lại với Thủy Nguyên Hải Phòng. Các anh chị biết rồi, Thủy Nguyên quy hoạch quá đẹp nhưng mà giá đất cũng tăng cao trong 2 năm 3 năm vừa qua. Thực ra bây giờ mua những cái vị trí đẹp ở Hải Phòng thì còn nguyên bên một bên hai bên mặt sông. Đấy, nếu mà nhiều tiền ấy thì tôi sẽ mua hai bên mặt sông Hải Phòng ấy, đặc biệt là cái giai đoạn của thằng Vin và các cái cảng biển, các cái cảng trong sông rằng di dời thì sau này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẳng cấp đúng không ạ? Còn bên Thủy Nguyên thì sau này mà cứ mua đất đường đẹp, gọi đường đẹp hoặc là các cái dự án mà cái giá nó còn hấp dẫn thì tôi nghĩ vẫn mua ổn. Đấy, bạn có thể so sánh bên Thủy Nguyên so với giá trung tâm, thậm chí sau này Thủy Nguyên còn đẹp hơn, tại vì sao? Quy hoạch mới, đấy, cơ sở tầng mới, trung tâm hành chính mới, và sau này bên đấy thì toàn bộ những cái dự án đường xá đẹp, dự án đẳng cấp, thì tôi nghĩ rằng là sau này người giàu sẽ chọn sang Thủy Nguyên. Nó hoàn toàn nó giống như kiểu giai đoạn trước đây ấy, là cái người bên này Hoàng Mai rồi là Hai Bà Trưng hoặc là Hoàn Kiếm chê Long Biên ấy. Nhưng sau này người giàu sang hết Long Biên ở đấy đúng không ạ, hay là sang hết PE của Bắc ở đấy đúng không ạ? Thì bây giờ cái người Hải Phòng cũng tâm lý hệt như vậy luôn. Đấy, tôi đã từng bán Vin Hải Phòng tôi biết, tôi đã từng triển khai dự án marketing ở Hải Phòng tôi biết. Đầu tiên người Hải Phòng chê lắm, điên mới ra cái bán của Vin, nhưng bây giờ thì sao? Tăng gấp đôi chưa? Tăng gấp ba chưa? Bây giờ tranh nhau vào mua đúng không ạ? Thì bao giờ cũng thế, đấy là cái tâm lý, và cái tâm lý đấy chính là cái cơ hội đầu tư của chúng ta. Đấy, cái tâm lý đấy chính là cơ hội đầu tư của chúng ta. Thế nên là tôi nói đánh giá Thủy Nguyên sau này cực kỳ đẹp. Đấy, nhưng tất nhiên là cái giá nó cao. Đấy, nhưng nó phù hợp với người nhiều tiền, nó phù hợp với người đầu tư nhiều tiền, và rõ ràng khi chúng ta đầu tư những cái dự án kiểu nhiều tiền như vậy thì chờ thời gian dài. Đấy, bây giờ nó qua cái giai đoạn gì ạ? Thông tin rồi là triển khai rồi, bây giờ rõ ràng tất cả mọi thứ rồi thì đương nhiên chúng ta phải chờ nó lên hình, nó phải lên dự án, nó phải lên hình, dân nó về ở thấy tuyệt vời quá thì giá mới tăng cao được đúng không ạ? Cho nên là về mặt lâu dài tôi đánh giá Thủy Nguyên nó đẹp hơn bên trong nội đô này, quy hoạch đẹp hơn, nhiều dự án đẳng cấp hơn đúng không ạ? À. Dự án bến phà Phà Rừng và Quảng Yên nó liên quan hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng phối hợp triển khai thì tôi nghĩ rằng đấy, cái đấy tôi cũng chưa thông tin. Rất là cảm ơn Hùng nha, cảm ơn Hùng đã hỏi rất là nhiều, có gì bổ sung nha cho bạn. Hòa Lạc Sơn Tây rồi. Cái Hòa Lạc thì bây giờ anh chị biết rồi, nó trải qua hai lần sóng rồi. Hai lần sóng đầu tiên là 10 năm trước liên quan đến việc quy hoạch. Sóng thứ hai là trong cái giai đoạn vừa rồi, trong 2 3 năm vừa rồi khi mà giá đất nó tăng theo cũng cơ bản thôi, tức là theo cái sự tinh tiến dần từ trung tâm ra đến ngoại thành đúng không ạ? Và trong 2 năm vừa qua cũng gấp đôi gấp ba lần giá bán. Và bây giờ nó vẫn là câu chuyện là phải có dân về ở, đúng không ạ? Vẫn phải là câu chuyện các quy hoạch thì được triển khai. À, hiện nay thực tế những cái quy hoạch đã có thì rất là hoành tráng, rất là rộng, rất là kinh khủng. À, nhưng mà thực tế dân thì như thế nào, thì đã có chưa, có nhiều chưa, thế câu chuyện nó là như vậy. Thế còn bây giờ cái giá đất mà tăng theo gọi là tự nhiên theo kiểu là trung tâm tăng giãn thành phố thì nó, nếu mà đúng như vậy nó phải chờ thêm khoảng 5 năm nữa thì tăng được tiếp. Thế còn không thì phải, còn nếu muốn đột biến thì phải chờ các quy hoạch lớn đổ dân về nhiều thì nó tăng được đột biến, còn không phải chờ thêm. Các chị nhớ như vậy. À, trong giai đoạn vừa qua tại sao tất cả các quận ven Hà Nội hay là ven Hồ Chí Minh đều tăng? Tại vì nó đơn giản thôi, là trung tâm tăng thì đương nhiên nó phải giãn ra vùng gì, vùng ven tăng lại phải giãn vào lại quay về trung tâm đúng không ạ? Trung tâm tăng, anh chị nhớ này, trung tâm tăng thì về vùng ven tăng lại quay về trung tâm, nó chỉ là cái nhịp như vậy thôi, nó không khác gì nhau cả. Nó giống như chúng ta đá bóng thôi mà. À, có hôm chúng ta đá rất hay nhưng có hôm chúng ta đá rất dở đúng không ạ? Nó liên quan đến chu kỳ, nó liên quan đến phong độ đúng không ạ? Thì trong bất động sản nó có cái như vậy, chúng ta phải tính được đấy, nó chúng ta phải tính được. Giống như bất động sản nghỉ dưỡng trong mấy năm vừa qua cực thịnh rồi thì đương nhiên là giai đoạn tới nó phải chậm hơn đấy, không thể nói là cắt lỗ, không thể nói là bán phá giá, không thể nói là xuống đáy, làm sao mà xuống được đúng không ạ? Nhưng rõ ràng để mà thịnh hơn nữa thì nó phải cần một thời gian hấp thụ đã đúng không ạ? Đấy. Còn bất động sản để ở thì là nhu cầu lớn cực kỳ lớn đúng không ạ? Nhưng nó đòi hỏi cái nguồn vốn chúng ta cao hơn thôi.
Còn bất động sản công nghiệp đó là xu hướng của một nền kinh tế, xu hướng của một quốc gia, thì đương nhiên bây giờ đang phải phát triển, đúng không ạ? Chúng ta đang là vị thế quốc gia bắt buộc phải phát triển, thay đổi về chuỗi cung ứng toàn cầu thì chúng ta phải làm, chúng ta phải triển khai. Các anh chị nhớ rằng dịch bệnh chúng ta đang rất là dịch bệnh hiện nay chúng ta đang rất khó khăn, nhưng mà xuất nhập khẩu chúng ta rất là tốt, đúng không ạ? Đấy. Tương lai gần đây là gì, đồng chúng ta, đồng Việt Nam chúng ta phải tăng giá, nó phải mạnh hơn, nó phải mạnh hơn để cân đối được với đồng gì ngoại tệ, đúng không ạ? Nhiều vấn đề. À, những cái đầu tư, những cái dự án nhiệt điện và điện gió thì nó lại không quá là tốt trong việc đầu tư bất động sản. Đấy, nó có thể tăng nhưng mà nó tăng không nhiều, hay là về lâu về dài nó không tốt lắm, đúng không ạ? Đấy, các anh chị biết rồi, hiện nay thì chúng ta, tại các anh chị thấy rằng cả nước bây giờ đang phát triển có mấy loại điện về gọi là năng lượng ấy, gọi là năng lượng, đúng không? Đầu tiên là điện gió, chúng ta phát triển khắp mọi nơi, đặc biệt là các cái tỉnh giáp biển có nguồn gió mạnh từ Quảng Bình trở vào trong, đúng không ạ? Cái thứ hai là chúng ta cũng đã hạn chế phát triển nhiệt điện rồi, liên quan ô nhiễm môi trường. Cái thứ ba là chúng ta phát triển về cái nguồn điện khí. Đấy, đúng không ạ? Thì đất nước chúng ta đang ở giai đoạn phát triển công nghiệp mà, thế là đương nhiên là thiếu nguồn năng lượng. Các anh chị thấy rằng là ngay chúng ta điện dùng gia đình chúng ta này, đấy, ở quê còn cắt điện lên phiên suốt, thì đấy là một quốc gia sẽ không phát triển được nếu thiếu gì nguồn năng lượng. Trên thế giới người ta đánh nhau về dầu mỏ đấy, đúng không ạ? Người ta đánh nhau về dầu mỏ, châu Âu với Nga hay là Mỹ còn cạnh tranh nhau về gì, nguồn khí đốt đấy, sưởi ấm đấy, đúng không ạ? Đấy chính là năng lượng, năng lượng cực kỳ quan trọng. Nếu mà chúng ta không chủ động nguồn năng lượng thì chẳng làm cái gì cả. Đây là cái chiến lược về năng lượng, nó là một chiến lược lớn của quốc gia, thì chúng ta hiểu nôm na như vậy. Đấy. Còn với mặt đầu tư gần, đầu tư bất động sản mà gần các cái dự án năng lượng về điện gió hay là nhiệt điện thì nó không tăng đáng bao nhiêu. Nó có tăng đương nhiên là sẽ tăng giá nhưng mà nó tôi không thích lắm, tại vì nó không hút cái nguồn lao động lớn, đúng không ạ? Cái đấy đều là tự động hóa và nó không hút nguồn lao động lớn. Nên là tôi sẽ thích đầu tư gần các khu công nghiệp, đấy, cái thu hút nguồn lao động lớn này. Đấy, anh chị cứ lấy Bình Dương, Đồng Nai làm ví dụ, đúng không ạ? Hay là Bắc Ninh làm ví dụ, đúng không ạ? Hay là Hải Phòng tới đây là ví dụ. Đấy, cái thứ hai nữa là cái đất du lịch nghỉ dưỡng thì ít nhất là gì? À, mẹ bên cạnh một cái thằng khách sạn 5 sao, đất tao bỏ không thì tao lên 20 triệu, ví dụ thế. Thằng khách sạn 5 sao thu 3 triệu một ngày thì tao ít nhất đất tao cũng phải mẹ kinh doanh bán trà đá mà quán hải sản thì cũng phải 15 20 triệu một mét. Thì đấy là chúng ta nôm na như vậy, mặc dù chả đem gì đâu. Đúng không ạ? Mặc dù bây giờ người ta đi du lịch, người ta vào hết khách sạn, người ta vào hết resort tao ở, chẳng phải ra nhà nghỉ làm gì cả. Hoặc là thậm chí là tới đây người ta ăn, người ta có khu người ta ăn cơ, đúng không ạ? Nhưng mà cái đất nó vẫn tăng, vì sao ạ? Nó gần người giàu, đúng không ạ? Còn gần cái ông điện gió, gần cái ông nhiệt điện thì nó lại thì không sang lắm, đúng không ạ? Không sang chảnh lắm, nên ra cái giá tăng không nhiều. Đấy, mặc dù có tăng nên là chúng ta đầu tư cái đấy chúng ta phải hết sức lưu ý cái giá nó phải thật gì tốt thì chúng ta đầu vào. Đó. Các anh chị nhớ là mỗi một loại đất thì chúng ta đều phải có một cái gọi là cái trải nghiệm để chúng ta biết đất này làm cái gì, sau này ai ở ai dùng thì chúng ta đều phải tính được cái điều đấy, để chúng ta tính được cái người dùng thanh khoản ở sau này, đúng không ạ? Nói thật là tôi có cái tính nói nhanh ấy, tại vì chỉ sợ là mà tôi mong muốn là truyền đạt tối đa thông tin nhất có thể cho các anh chị, còn anh chị có thể chọn cái chế độ nghe chậm lại cũng được. Còn tôi ghét nói chậm, nó cứ ế à nó không phù hợp với tôi. Tại vì bây giờ cái xã hội bây giờ nó rất là thay đổi rồi. À, trong một lúc chúng ta có thể đọc hai ba phát hoặc là hai ba thứ cùng một lúc, hoặc là nghiên cứu 3 4 5 6 7 thứ một lúc. Đúng không ạ? Để chúng ta nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn. Đấy, xác Louis gì Nguyễn đã nói rồi. Đấy, tôi làm việc 12 tiếng một ngày, nếu bạn muốn làm hơn tôi thì bạn phải làm 24 tiếng một ngày. Đấy, hoặc là bạn phải làm thông minh tôi gấp 2 lần thì bạn mới hơn tôi được. Đúng không ạ? Thế là bây giờ cái xã hội thay đổi hoàn toàn rồi. Anh chị thấy rằng công nghệ 4.0, 5.0, con chúng ta bây giờ học online hết. Các bạn bây giờ các con mầm non bây giờ học 4.0 hết rồi. Đời chúng ta đến năm lớp 12 đến năm đại học thì biết cái máy tính là cái gì. Trong khi các con chúng ta là sao ạ? Tí tuổi 6 7 tuổi đã online 4.0 hết rồi. Nếu mà chúng ta không học thì sau này chúng ta lại nằm nô lệ chúng nó hết. Đúng không ạ? Thế là tôi muốn nói cái truyền đạt cái gì? Thực ra tóm gọn lại nó chỉ có mấy ý thôi. Đấy, diễn giải dài dòng thì nó là như thế. Đây theo đúng cái kiểu chuyên gia là như thế. Thế còn nói thật với anh chị, nếu mà đúng ra nó là gì, có và không nhích vào lâu rồi. Đầu tư này có không? Không. Đầu tư này có không? Có. Lãi bao nhiêu? 20%. Ok, triển khai. Đơn giản nó như thế. Thế nhưng mà chúng ta cứ phải diễn giải ra để cho nó khó, để cho nó phức tạp, cho nó nghe có vẻ như mẹ chuyên gia nó như thế, nó nhiều khi nó thành cái, nhiều khi nó thành cái mất thời gian. Nhưng mà cuộc đời nó là như thế thì chúng ta vẫn phải làm như thế. Đấy, tôi nói ví dụ như thế, đúng không ạ? Ok thì cũng muộn rồi, 11 giờ 15 rồi. Ok, thì hôm nay chia sẻ các anh chị như vậy thì rất là mong các anh chị thông cảm nếu mà có cái điều gì chưa phải hoặc là chưa đúng, mong anh chị bỏ qua.
Tất cả những cái chia sẻ của tôi nó là trải nghiệm cá nhân thôi, nó là cái trải nghiệm cá nhân thôi, các anh chị nhớ như vậy. Thế nên là có đúng hay còn thiếu sót đấy, mong anh chị bỏ qua. Tôi thì cũng làm rất nhiều thị trường, nghiên cứu quản nước, nhưng mà tất nhiên là không thể sâu hết được đấy, không thể sâu hết được, thật sự là như vậy. Thế là nếu mà chỗ nào chưa sâu đấy, mong anh chị bỏ qua đấy. Một số thị trường tôi làm rất sâu, tôi rất là rõ đấy, các anh chị có thể follow kênh Facebook hoặc là kênh YouTube Trần Minh Bộ Sản đấy, để lắm hơn thông tin cho biết. Cam kết anh chị là tất cả cái gì mà tôi chia sẻ được tôi đều chia sẻ miễn phí hết. Đấy, những cái gì mà anh chị cảm thấy đi học mà nó khó hiểu quá về tôi giải thích đơn giản dễ hiểu, rất đơn giản đúng không ạ? Đấy, xu hướng bây giờ nó khác ngày xưa rồi. Ngày 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 nay là chúng ta tập hợp lại những cái đầu thông minh, những người mà cùng chí hướng, những cái người mà giỏi nhất trong từng lĩnh vực một chúng ta làm đúng không ạ? Tôi đi mua đất bao giờ cũng có một luật sư, bao giờ cũng có một bạn làm công chứng đúng không ạ? Thích cái vấn đề gì ok chiều hết ngay, làm gì phải đau đầu làm gì đúng không ạ? Đấy, nên là nó đỡ được cái mất thời gian nghiên cứu cái thứ linh tinh phức tạp lằng nhằng. Đấy, tôi có một ông phong thủy chuyên luôn, thích phong thủy kiểu gì cũng có luôn đúng không ạ? Thì chúng ta thay vì chúng ta lên kết hợp như vậy đúng không ạ? Đấy, và bây giờ tôi nói lại một lần nữa là chúng ta rất dễ học, ai cũng có thể học được, ai cũng có máy tính, ai cũng có mạng. Đấy, với đặc biệt bây giờ thời gian quá nhiều nữa, nhưng chúng ta nên học chuyên sâu. Đấy, học chuyên sâu, chúng ta một là chúng ta học làm nhà đầu tư bất động sản, hai là chúng ta học làm nhà môi giới, ba là chúng ta gì học làm được nhà đầu tư đúng không ạ? Đấy, thường thì nhà làm nhà môi giới thì sẽ thành nhà đầu tư luôn đúng không ạ? Còn thường là làm nhà mà môi giới bất động sản thì sau này sẽ đi làm đầu tư luôn. Thế còn đã là nhà đầu tư thì chưa chắc đó là đi học bất động sản, tại vì chúng ta còn đang công việc khác mà đúng không ạ? Ok, một lần nữa chúc tất cả các anh chị là dịch bệnh thì mong là các anh chị giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân mình. Đấy, nếu mà đóng góp được cái gì cho cộng đồng thì chúng ta đóng góp ủng hộ hết mình đúng không ạ? Đấy, mong rằng là mọi chuyện sẽ sớm qua mau. Đấy, mọi chuyện sẽ trở lại sớm bình thường, mà một ngày đó mà tôi sẽ được giao lưu với tất cả các anh chị trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Hy vọng là như vậy. Các anh chị đừng quên, nếu mà video có ích, anh chị đừng quên đăng ký theo dõi kênh và bình luận những chia sẻ ý kiến của mình. Video này tôi sẽ up lên YouTube đúng không ạ? Ok, rất là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong cái buổi livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.